chương 4560 thắng liên tiếp, sau khi tổ 3 chuẩn bị xong, lập tức bắt đầu. Lần này đến phiên đại hắc cẩu, nhưng trùng hợp là, tuy nhiên nó và Lăng Hàn cùng báo danh nhưng chỉ có một ở tổ 3, cho nên Lăng Hàn phải đi tổ 4. Không sao, cho dù trong đội ngũ ai thắng đều qua cửa. Cự nhân thứ ba đi tới, trận đấu hết sức căng thẳng. Chậm, đột nhiên đại hắc cẩu giơ móng vuốt lên, thời điểm này đám cự nhân nhìn sang, nó tiếp tục nói. Bánh bao này nhân gì? tất cả mọi người suýt ngã xuống, đây là trận đấu, cũng không phải mời ngươi làm khách, ngươi quan tâm bánh bao nhân làm gì, nhắm mắt ăn là được. Cự nhân tộc rất chất phác, một người gãi gãi đầu, nói. Nhân bánh thịt chó, mắt đại hắc cầu biến thành màu xanh, cầu ra kháng nghị, đây là hãm hại trần trụi. Tất cả mọi người cười to, tuy cậu yêu đã hoàn toàn thoát ra khỏi cấp độ chó hoang, nhưng bảo cậu yêu ăn thịt chó thì không nói nổi. Đổi nhân bánh, có cự nhân nói ra, cũng rất có tình nghĩa lần này là nhân bánh gì? đại hắc cầu hỏi. thịt sói, ách, đại hắc cầu nghiến răng, sói và chó là một nhà. bỏ đi, cũng có chút khác biệt nên ăn được. chỉ chốc lát, một chậu bánh bao mới được mang đến. bắt đầu, sau khi ra lệnh, tất cả mọi người trổ hết tài năng, bắt đầu ăn như gió bão. so với cầu ra, không biết cầu ra là ăn hàng sao? đại hắc cầu lay động thân thể, nó hóa thành con chó cực lớn, đồ lót sắt rất chói mắt và phóng đại theo nó. Phốc, có người đang ăn nhìn thấy cảnh này thì phun ra ngoài. Quá cay mát, lực sát thương 10 phần. Hắn vừa băn tạo thành hiệu ứng dây chuyền, đây là giải thi đấu ăn bánh bao, tên cự nhân đang nhai bánh bao cũng không thể nuốt trôi. Chỉ có đại hắc cẩu không bị ảnh hưởng, nó không ngừng ăn và giải quyết số bánh bao còn lại. Thắng, đại hắc cầu nhảy dựng lên và làm dấu hiệu thắng lợi, sau đó thấy mọi người lại phun tất cả bánh bao ra ngoài. Không tốt, bánh bao này có độc, quần chúng vây xem cảm thấy buồn cười và im lặng gia hỏa này vừa xuất hiện đã làm mọi người nuốt không trôi. Bất kể nói thế nào, đại hắc cầu cũng đạt được đệ nhất, sau khi lấy bằng chứng thân phận, đám cự nhân dứt khoát tặng đám người lang hàn một chiếc thuyền lớn. Như vậy, có tham gia hai trận kế tiếp không? Muốn, đương nhiên muốn. Trên biển có hung thú, không thiếu chân ngã cảnh, nếu thật gặp gỡ, như vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít, cho dù may mắn chạy trốn, nhưng nếu thuyền không còn thì bọn họ cũng không tới đảo kế tiếp được. Nói cách khác, hành trình chân long uyên của bọn họ cũng chấm dứt không chiếm được chỗ tốt đã rời khỏi như vậy sao được cho nên nhất định phải tham gia hai trận kế tiếp còn phải chiến thắng thanh long thuẫn và kim long pháo sẽ dùng trong hành trình cho nên bây giờ bỏ ra chút thời gian để con đường sau này thuận lợi giá trị bởi vì chỉ có hai đội ngũ chiến thắng trong ăn bánh bao bởi vậy người tham gia rất ít đợt thứ hai giải thi đấu đấu vật ba nữ chỉ mộng hàm cự tuyệt lần nữa muốn các nàng lên sân khấu vật lộn với cự nhân đây là việc không được cho dù là nữ tử bình thường cũng không có khả năng cho kẻ khác ôm ấp huống chi là mỹ nữ tuyệt sắc như các nàng lang hàn và đại hắc cầu tiếp tục đi lên lần này lang hàn đứng trước đại hắc cầu nơi này là trên thảo nguyên trận đấu đấu vật đang tiến hành đội ngũ bách lý sa lâm lãng đã thắng được thời điểm đi ngang qua lang hàn đều lột ra sát khí lẫm lẫm sau đó nghênh ngang rời đi hiển nhiên bọn họ muốn đi khiêu chiến giải thi đấu nguyên long tượng thứ ba có rất nhiều cự nhân vây xem, giống như rất rỗi rãnh, căn bản không cần làm chính sự. Trận đấu có quy tắc, không thể sử dụng tiên thuật, bảo khí, chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân. Lăng Hàn không sợ, lực lượng nguyên thủy của hắn đã cao tới nhị thập bát trọng thiên, sinh đan cảnh chỉ có đế tử cảnh giới đại viên mãn cảnh giới mới có thể áp chế hắn. Hiện tại hắn là sinh đan hậu kỳ, một khi bước lên cấp độ đại viên mãn, cấp bậc đế tử thì như thế nào, một tay của hắn cũng đủ chân áp. Trận đấu bắt đầu, Đối thủ của hắn là cự nhân thân thể cường tráng, vừa đi lên đã lao tới. Lang Hàn biến thân thể to lớn bằng không làm sao đấu vật. Bang, 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 thân thể bọn họ va chạm, lực lượng thuần túy chấn động, đấu vật cần kỹ xảo nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, kỹ xảo gì cũng vô dụng. Lang Hàn lần lượt ném cự nhân qua vai, sau khi ném vài lần như thế, đối thủ không thể không nhận thua đầu hàng, căn bản không phải đối thủ. Hắn lấy ra bằng chứng, sau khi nghiệm chứng thân phận cự nhân lắp đặt thanh long thuẫn cho thuyền của bọn họ. Rất tốt, còn kém một, vòng thi đấu thứ ba, cưỡi giải thi đấu nguyên long tượng. Cuộc so tài này, nam nữ đều tham gia, bởi vậy, chẳng những lăng hàn và đại hắc cầu dự thi, ba nữ chỉ mộng hàm cũng nô nước tham gia. Không thể luôn cho các ngươi xuất lực đúng không? Chỉ mộng hàm nói như vậy, ha ha, không phải bởi vì các ngươi muốn chơi hay sao? Lăng hàn đâm phá mục đích của nàng, tỷ phu, người nói như vậy nhất định tuổi già cô đơn đấy. Chỉ mộng san làm ra vẻ người lớn, ha ha, thật sự xấu hổ, ta đã có thê tử rồi. Bất kể nói thế nào, vòng thi đấu thứ ba, bốn người một chó đều báo danh. Bọn họ năm người, hơn nữa Bách Lý Sa, Lâm Lãng và ba gã cự nhân, tổng cộng 10 người, từ đó tạo thành đội hình thi đấu. Sắc trời đã tối, trận đấu sẽ tiến hành vào trưa mai. Một đêm sau, lại có rất nhiều người thông qua trận đấu ăn hàng, nhưng có thể thông qua đợt thứ hai thì rất ít, tuy Lăng Hàn có thể hết hành hạ cự nhân, nhưng cũng không có nghĩa cự nhân không lợi hại, lực lượng nguyên tùy cao tới nhị thập trọng thiên, hơn nữa kỹ xảo đấu vật, thực lực đều không kém. Ngày hôm sau, tất cả mọi người tham gia thi đấu, tuy cũng có chút người thông qua đợt thứ hai, muốn gia nhập thi đấu thứ ba, nhưng trình tự thi đấu đã định ra, bọn họ phải chờ đợi. Chỉ tiên tử, tuy ta thập phần ngưỡng mộ ngươi, nhưng trận đấu chính là trận đấu, ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Bách Lý Sa nói với chỉ mộng hàm, nếu như không có quan hệ với Lăng Hàn, kỳ thật hắn không ngại lấy niềm vui của mỹ nữ, dù sao thất bại cũng có thể làm lại. Nhưng có lăng hàn tồn tại, hắn không có khả năng nhường cho nàng. Lâm lãng liếc mắt nhìn Tống Lam, đây chính là mỹ nữ thứ 9 trên tuyệt sắc bảng, dung mạo, khí chất không thua gì chỉ mộng hàm, hơn nữa, đế nữ rất khó khăn theo đuổi, nên truy cầu mỹ nữ mới tốt. Tuy hai nàng rất lạnh lùng, không hề có ý quan tâm tới. Trường 4561, giải thi đấu nguyên long tượng. Đụng phải cây đinh mềm, Bách Lý Sa và Lâm Lãng chuyển tức giận lên đầu Lăng Hàn, cho rằng bởi vì Lăng Hàn mới làm hai nữ chẳng thèm ngó tới chính mình. Hừ, chỉ là dân đen, có gì tốt, bọn họ nhanh chóng cưỡi lên tòa kỵ. Nguyên Long Tượng, đây là một loại yêu thú cực lớn, chuyên cung cấp cho cự nhân cưỡi, bởi vì hình thể của bọn họ quá lớn, yêu thú cũng to đến không hợp thói thường, ngồi trên đó giống như ngồi trên ngọn núi nhỏ. Cho nên, thời điểm cưỡi Nguyên Long tượng cần biến lớn, nếu không không thể điều khiển. Lăng Hàn đã quan sát, toàn thân nguyên long tượng bao trùm bằng lân phiến, chợt nhìn giống như long lân, ngồi ngồi đó phần đau mông. Bởi vì còn chưa bắt đầu trận đấu, người đầu nguyên long tượng đều đứng đấy, nhàm chán vung vẩy cái mũi dài, thỉnh thoảng còn dùng ngà cọ vào mặt đất. Suốt cục, trận đấu bắt đầu, 10 người biến lớn và nhảy lên lưng nguyên long tượng, những đại gia hỏa này rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng một khi chạy thì giống như kẻ điên, hận mình có thể mọc cánh bay đi. Banh banh bành, có đường chúng chạy như điên, nhưng không có đường, tốc độ của chúng cũng không có chậm lại mà là gặp cái gì đụng cái gì một gốc cây đại thụ ngã xuống từng khối đá nứt vỡ khá tốt mấu chốt là nguyên long tượng gặp núi cũng không tránh né cho nên kết quả rất bi kịch kết quả là cái gì đương nhiên là ngất đi sau đó chờ nó tỉnh lại quả thực thời điểm này phải xem kỹ thuật và man lực lăng hàn cưỡi nguyên long tượng như cho phép mình chắp cánh bay đi gặp cái gì đụng cái gì nhưng lực lượng của nó không bằng lăng hàn gặp được cây hay đá lăng hàn cũng mặc kệ nhưng nếu nó tìm đường chết đụng vào núi thì hắn không thể mặc kệ tại lăng hàn cường lực trói buộc nguyên long tượng phải ngoan ngoãn chạy theo ý hắn nhưng đại hắc cẩu tống lam và chìm mộng san lại không được hoàn toàn không khống chế nổi nguyên long tượng nổi điên tất cả đều người ngã ngựa đổ không thể không chờ nguyên long tượng đáng chết tỉnh lại đừng nói bọn họ cho dù ba cự nhân cũng có hai không khống chế nổi bọn họ cùng ngã với nguyên long tượng hiện tại trận đấu chỉ còn lại lăng hàn chìm mộng hàm bách lý sa Lâm Lãng và một cự nhân, năm người vượt lên phía trước, quán quân nhất định sẽ sinh ra trong bọn họ. Đối với những thiên tài như Lăng Hàn, bọn họ chỉ cần mất một ít thời gian là quen thuộc nguyên long Tượng, bởi vậy, bọn họ càng ngày càng thuận tay, dần dần, gã cự nhân kia bị kéo giãn khoảng cách. Năm người tranh giành biến thành bốn người, bốn con nguyên long tượng bây giờ chạy song song không phân trước sau. Hừ, Lâm Lãng cười lạnh một tiếng, hắn quyết đoán ra tay, một trường tấn công nguyên long tượng của Trì Mộng Hàm, Bách Lý Sa cũng đồng thời ra tay, mục tiêu công kích chính là nguyên long tượng của Lăng Hàn. Trong quy tắc trận đấu chỉ nói không thể công kích đối thủ, cũng không nói không thể công kích tòa kỵ của người khác. Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm sẽ không cho bọn họ thực hiện được, đều ra tay cùng ngăn chặn đối thủ của mình. Oanh, 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 bốn đại thiên kiêu triển khai chiến đấu kích liệt, bốn người không có công kích lẫn nhau, mà là nhắm vào tòa kỵ của đối phương, dù sao chỉ cần đả thương tòa kỵ của người khác, tự nhiên có thể làm cho đối phương rời khỏi cạnh tranh. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, các người muốn làm vậy sao? Tốt, hắn phát động huyễn cảnh hắc mang tấn công tòa kỵ của Lâm Lãng và Bách Lý Sa, nhưng hắn phát hiện hai tòa kỵ này không bị ảnh hưởng. Gặp quỷ rồi, Lăng Hàn kinh ngạc, cấp bậc đế tử có thể chống cử huyến cảnh hắc mang thì hắn không kỳ quái, dù sao có bảo vật do đại đế chế tác phòng ngự linh hồn công kích, chẳng lẽ tòa kỵ cũng trâu bò như thế? Chẳng lẽ, loại bảo vật này có thể che chở tòa kỵ của mình hay sao? Lăng Hàn không tin, hắn lại dùng nguyễn cảnh hắc mang lên tòa kỵ của mình, nhưng mà kết lại giống nhau. Nguyên Long tưởng vẫn chạy như điên, nó không bị ảnh hưởng. Hí, việc này làm Lăng Hàn cả kinh mất hồn, Nguyên Long tưởng rất đơn thuần nhưng có đơn thuần cũng không có nghĩa nó không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Quỷ gì, cổ quái, Lăng Hàn, chỉ mộng hàm nũng nịu nói một tiếng, Lăng Hàn thất thần lúc này là quá khoa trương, nếu không có nàng ra tay giúp đỡ, Nguyên Long tưởng của hắn đã ăn vài công kích. Lăng Hàn tỉnh mộ lại, vội vàng ra tay tiếp tục như vậy không có biện pháp, rất khó phân ra thắng bại. Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm nói với chỉ mộng hàm. Ngươi chỉ để ý xông về trước, để ta ở lại cản bọn họ. Nguyên Long tượng thật cuồng dã, muốn điều khiển chúng cần trả giá tinh lực thật lớn, cho nên muốn chiến đấu vừa muốn khống chế là quá phân tâm, nếu có thể chuyên tâm thì tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi được không, chỉ mộng hàm nhíu mày, nói đến chiến lực thì nàng còn mạnh hơn Lăng Hàn một đoạn, do nàng kiềm chế mới thỏa đáng. Ha ha, vĩnh viễn không nên hỏi một nam nhân có được hay không. Lăng Hàn cười to, lời này làm chỉ mộng hàm trợn mắt, thiếu chút nữa không nhịn được nhảy ra khỏi nguyên long tượng sông về phía hắn. Đại cục làm trọng, nàng nói thầm trong lòng, Lăng Hàn bộc phát chiến lực hoàn toàn, hắn tấn công tòa kỵ của Lâm Lãng và Bách Lý Sa, mà chỉ mộng hàm thừa cơ khống chế tòa kỵ lao lên. Lâm Huynh, người đuổi bắt, tiểu tử này giao cho ta. Bách Lý Sa ngạo nghễ nói ra, Lăng Hàn chỉ có bảo vật hấp thu lực lượng, nói đến chiến lược chân thật thì kém hơn hắn vài lần tốt lâm lãng cũng không khách khí hắn toàn lực lao lên lang hàn cười cười gấp cái gì hảo hảo tâm sự nha hắn đánh ra hỗn độn thần lôi nhanh vô cùng cũng đánh vào tòa kỵ của lâm lãng nguyên long tượng đau đớn giống to lên thiếu chút nữa ngã xuống đất đáng giận lâm lãng giống to hắn lập tức giết trở lại bách lý xa bất đắc dĩ đành phải tự mình xông lên truy kích chỉ mộng hàm lang hàn đã vô lực ngăn cản dù sao cũng không thể nhằm vào người chỉ có thể công kích tỏa kỵ, nhưng chỉ mộng hàm đã đạt được ưu thế vượt lên đầu, dùng thực lực của đế nữ có thể bảo trì tới cuối cùng. Đi, hắn cười ha ha, liên tục oanh kích tỏa kỵ của lâm lãng. Kể từ đó, hai người bọn họ rời khỏi tranh chức quán quân. Hiện tại phải xem Bách Lý Sa có thể vượt qua trì mộng hàm hay không, nhưng tỷ lệ này nhỏ đến thương cảm, nếu không trì mộng hàm không hợp với danh hiệu đế nữ mạnh nhất đông lâm đế tộc. Một lúc sau, cự nhân phát ra tín hiệu, giải thi đấu nguyên long tượng chấm dứt. Quán quân quả nhiên là chỉ mộng hàm, đi, vượt qua trận đấu lần này, bọn họ có thể xuất phát tiến về hòn đảo thứ hai. Thanh Long Thuẫn và Kim Long Pháo đã lắp đặt xong, mảnh vỡ truyền kỳ cũng đến tay, bốn người một chó lên thuyền, xuất phát đi về hòn đảo kế tiếp. Thuyền lớn có khác biệt, trên thuyền còn có la bàn, nó chỉ hướng về mục tiêu. Khó trách phải thay đổi thuyền lớn, nếu không có la bàn chỉ dẫn phương hướng, chúng ta không biết sẽ chạy đi nơi nào. Đại Hắc Cầu nói ra, ô, tiểu hàn tử. Tại sao ngươi không nói chuyện? Nó lại nhìn về phía Lăng Hàn, các ngươi quay đầu lại xem, Lăng Hàn nói ra, chương 4562, hải thú. Ba người một chó đều quay đầu lại, nhìn về phía cự nhân đảo. Lập tức, bọn họ đều biến sắc, làm sao có thể? Bọn họ nhìn thấy cả tòa đảo không khí trầm lắng, không có một tia màu xanh nào, không có một tia sinh khí, chỉ có phòng ốc rách nát và bao phủ trong tối tăm mờ mịt. Cự nhân đảo trong ấn tượng của bọn họ, đây chính là nơi cây xanh thành phiến chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Lam thì thào nói ra. Lăng Hàn hít khí lạnh, nói. Gặp quỷ rồi, đây không phải cảm xúc nói gặp quỷ, mà là trần thuật một việc quan trọng. Nghe nói như thế, cho dù là chỉ mộng hàm cũng cảm thấy thân thể lạnh lẽo, nàng cau mày nói. Người nói là, những cự nhân và nguyên long tượng đều là âm hồn. Không đúng, ta không có cảm giác được khí tức âm hồn. Nàng không xa lạ gì âm hồn, lúc trước nàng còn giết vào âm phủ. Lăng Hàn lắc đầu, cũng không phải là âm hồn, là ý niệm của cường giả tạo thành. Hí, chẳng lẽ là, là chân long, chỉ mộng hàm kinh hô, chân long uyên xuất hiện trên thiên long tinh, việc này làm người ta cảm thấy khó tin, việc này chắc chắn có quan hệ với chân long. Chân long đầu tiên trong thiên địa, cũng là chân long duy nhất, tương đương với cao thủ đại đế, cho dù trải qua vô số năm, lưu lại thủ đoạn vẫn có hiệu lực cũng không kỳ quái. Phốc, sắc mặt đại hắc cầu khó coi cầu ra ăn bánh bao là cái quỷ gì vừa nghĩ lại đã cảm thấy buồn nôn là đồ do quỷ làm ra sở dĩ lăng hàn có phán đoán như vậy là vì huyễn cảnh hắc mang không có tác dụng với nguyên long tượng từ đó làm cho hắn sinh ra hoài nghi tất cả sinh linh trong nơi này không phải chân thật cho nên mới không bị huyễn cảnh hắc mang ảnh hưởng nếu không đối phương khẳng định sẽ mơ mơ màng màng hiện tại không nghĩ tới quay đầu nhìn lại hắn lấy ra cái gọi là mảnh vỡ truyền kỳ nó là lân phiến nghiền nát long lân Chị Mộng Hàm nói ra, nàng cầm khối lân phiến này, sau đó lắc đầu. Đáng tiếc, thần tính trong đó đã sói mòn sạch sẽ, nếu không sẽ có giá trị vô cùng. Bỏ đi, chúng ta nên xem uy lực và hạn chế khi sử dụng thanh long thuẫn và kim long pháo. Lăng Hàn nói ra, bọn họ nhìn hai đồ vật kia, sau khi mở thanh long thuẫn, nó có thể chống cự công kích cấp bậc chân ngã cảnh, tối đa duy trì tổng 10 phút, nhưng đây là trạng thái không bị công kích, nếu bị công kích, thời gian của nó sẽ rút ngắn. Cụ thể có thể tiếp tục bao lâu phải xem cường độ công kích. Mở lại Thanh Long Thuẫn cần thời gian 30 phút, nói cách khác, trong đó ít nhất có 20 phút không thể phòng ngự. Lại nhìn Kim Long Pháo, nó có thể phát ra công kích cấp bậc chân ngã cảnh, chia làm hai chủng hình thức, một là một phát, mỗi phát một pháo cần thời gian 10 giây khôi phục, mặt khác là liên phát, một lần bắn ra 10 pháo, thời gian khôi phục dài tới 5 phút. Cho dù là Thanh Long Thuẫn hay là Kim Long Pháo cũng cần năng lượng, trên thuyền có hai khối thủy tinh năng lượng sử dụng hết sẽ không còn nhưng căn cứ vào tư liệu trên cự nhân đảo có thể mua được thủy tinh năng lượng trên hòn đảo kế tiếp oanh sóng cồn vỗ vào thuyền thân thuyền chấn động rất mạnh nên phi thường khó chịu khá tốt bốn người một chó đều là sinh đan cảnh cũng không ảnh hưởng lên bọn họ bao nhiêu quả nhiên bắt đầu từ cự nhân đảo tình huống trên biển trở nên ác liệt nếu như bọn họ vẫn cưỡi thuyền nhỏ lúc trước sóng lớn như vậy sẽ đánh bọn họ rơi xuống nước xa xa có hái thú quay cuồng thỉnh thoảng còn nổi lên mặt biển thậm chí còn lớn hơn cả thuyền của bọn họ. Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu một điều khiển thanh long thuẫn, một điều khiển kim long pháo, một khi tao ngộ hải thú công kích sẽ lập tức mở hộ thuẫn, đồng thời dùng kim long pháo xua đuổi. Vận khí của bọn họ không tệ, hải thú làm như không có phát hiện bọn họ, cũng không có hứng thú công kích. Hai ngày đi qua, sóng gió cũng ngừng lại, biển cả lại khôi phục bình tĩnh thường ngày, giống như một bầu trời màu xanh ra trời say lòng người, ánh mặt trời ấm áp làm mọi người cảm thấy thoải mái. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đều nằm phơi nắng trên bong thuyền, chỉ Mộng Hàm và Tống Lam thập phần rụt rè, bọn họ chuyển góc ghế sang đầu thuyền, ánh mặt trời và cảnh sắc làm người ta thoải mái. Chỉ có chỉ Mộng San không quan tâm hình tượng, nàng nằm cùng với Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu, gió nhẹ thổi qua làm nàng tùy thời ngủ đi. Oanh, nhưng vào lúc này, trên biển xuất hiện sóng to gió lớn, thuyền lớn lắc lư liên tục. Xảy ra chuyện gì, không phải trong thiên địa rất bình tĩnh hay sao? Không tốt, có hái thú. Chỉ Mộng Hàm đứng dậy, nàng nhìn sang một hướng và cảnh báo lăng hàn và đại hắc cẩu đi tới vị trí của mình bọn họ lập tức thay đổi đầu thuyền rời xa hải thú nhưng đầu hái thú này khẳng định phát hiện bọn họ nó cũng cảm thấy hứng thú với bọn họ từ đó nó bắt đầu truy kích hải thú này rất cổ quái giống như cá lại mọc ra sáu chân cái đầu rất dài và phần đuôi còn mọc ra gai ngược nó phá vỡ nước biển lao đi với tốc độ kinh người không thể cắt đuôi nó chuẩn bị công kích lăng hàn dùng kim long pháo nhắm trúng mục tiêu sau đó bắn ra một pháo xíu yêu yêu một đạo kim quang bắn vào hải thú ngay sau đó biển cả nổ tung sóng nước bay thẳng lên chân trời cao ngàn trượng cảnh tượng vô cùng khủng bố nhưng hải thú lại lao ra khỏi sóng biển cái đuôi của nó lắc mạnh như đang phi hành nó nhảy một đường vòng cung sau đó rơi vào thuyền lớn kháo đại hắc cẩu vội vàng mở thanh long thuẫn ra ầm trong nháy mắt sau đó hải thú va chạm với thuyền trên thuyền người ngã ngựa đổ thanh long thuẫn chỉ ngăn cản một chiêu đã nghiền nát nó sẽ khôi phục sau 30 phút nữa. Lăng Hàn quyết đoán mở hình thức liên phát công kích, công kích khoảng cách gần, 10 pháo bắn trúng mục tiêu, con hải thú kia rên rỉ, phần bụng bị bắn ra lỗ máu to lớn, máu tươi chảy ra ngoài. Nhưng như vây không tạo thành vết thương chí mạng lên nó, nó đau đớn lăn lộn trong biển cả. Đi mau, Lăng Hàn vội vàng điều khiển thuyền, hải thú thật đáng sợ, liên phát 10 pháo không thể tiêu diệt được nó, nên nhân cơ hội này rời đi mới được. Quả nhiên, qua một lúc sau hải thú áp chế thương thế, nó lập tức đuổi theo thuyền lớn. Trước thời gian đó đủ hai bên kéo dài khoảng cách, thời điểm hải thú đuổi tới, bọn họ có thể sử dụng kim long pháo lần nữa. 5 phút đồng hồ sau, Lăng Hàn công kích lần tiếp theo. Đây không phải hình thức liên phát, nhưng hiện tại hải thú bị trọng thương, hình thức một phát đủ làm nó đau khổ. Sau khi hải thú truy kích một ngày, cuối cùng bị thương quá nặng nên không thể không tiến vào biển sâu. Hô, bốn người một chó thở ra một hơi, chương 4563, đa đầu tộc, sau khi thoát khỏi hải thú, rốt cuộc bọn họ đã tới hòn đảo thứ hai. Đi quanh nửa vòng, bọn họ nhìn thấy bến tàu, lập tức ngang nhiên tiến vào trong. Hòn đảo này cũng bình thường, bởi vậy dân trên đảo chắc chắn không phải cự nhân. Sau khi Lăng Hàn phát hiện dân chúng thì không cho rằng hòn đảo này bình thường hơn cự nhân đảo bao nhiêu. Bởi vì dân cư nơi này có vài cái đầu, ít nhất là hai đầu, nhiều thì năm sáu, có người hơn 10 cái đầu. Thế gian có đa đầu tộc sao? Có, chỉ mộng hàm gật đầu, nói. Vào thời đại thượng cổ có đa đầu tộc, thiên phú dị bẩm, có thể hình thành vài thức hải. Thử nghĩ chiến lược của bọn họ đáng sợ ra sao? Ah nói cách khác, có thể hình thành vài tiên đan. Tại sao chủng tộc này lại bị diệt? Đại hát cầu nghi hoặc theo lý mà nói, chủng tộc này phải rất mạnh mới đúng. Chỉ mộng hàm lắc đầu, nghe nói lúc đó có rất nhiều đại tộc cường thế muốn đạt được bí mật của đa đầu tộc, không biết vì sao bọn họ hình thành nhiều thức hải. Bởi vậy rất nhiều đa đầu tộc bị bắt nghiên cứu, từ đó chủng tộc này bị diệt sạch. Ai, Lăng Hàn lắc đầu, mang ngọc có tội, lúc ấy đa đầu tộc có vài thánh nhân, hơn nữa đều là người có chiến lược kinh thiên, nhưng lúc ấy là thời đại có chân long, chân phượng và các thần thú khác tồn tại, thánh nhân nhiều hơn nữa dùng làm gì. Chỉ mộng hàm cảm thán nói, một tộc đàn cường đại đã tiêu vong, thật đáng tiếc. Kết hợp tình huống cự nhân đảo, có lẽ đa đầu tộc cũng không phải chân thật, mà là ý chí của cường giả ngưng tụ mà thành thuộc về một đám thần niệm mà thôi. Lăng Hàn nói ra, nhưng không thể xem nhẹ, đối với tồn tại đại đế mà nói, một ý niệm cũng trở thành sự thật, cho nên, đa đầu tộc không khác gì chân thật, hơn nữa, bởi vì bọn họ là ý niệm, ngược lại sẽ có ưu thế càng lớn. Chỉ mộng hàm nghiêm nghị nói, Lăng Hàn gật đầu tỏ vẻ tán thành, từ việc huyễn cảnh hắc mang không có tác dụng đã rất trâu bò rồi. Cho nên, mọi người nên dựa theo quy củ, ân, bốn người một chó lên bờ, lập tức có người đi tới kiểm tra bằng chứng của bọn họ, chờ nghiệm minh thân phận 5 người mới cho lên bờ. Bọn họ đi vào nơi ở của đa đầu tộc, nơi này có hơn vạn đa đầu tộc, căn bản đều là sinh đan cảnh, chân ngã cảnh cũng không ít, cho nên, muốn dựa vào vũ lực chân áp nơi này thu hoạch mảnh vỡ truyền kỳ, đây là chủ ý sai lầm. Làm sao thu hoạch mảnh vỡ truyền kỳ, nơi này không đấu ăn, đấu vật, nơi này xem thực lực chân chính. Huyết chiến, đa đầu tộc hiếu chiến, khát máu thành thánh, cho nên muốn thắng được bọn họ tôn trọng, đạt được qua cửa, nhất định phải dựa vào chém giết. Đấu trường Tử vong, đây là nơi đa đầu tộc tiến hành luận võ, đối với tộc đàn huyết tinh, luận võ kỳ thật chính là tử chiến, phải có một phương ngã xuống mới kết thúc. Muốn thắng được mảnh vỡ truyền kỳ, bọn họ phải thắng được 10 trận. Bởi vì chiến đấu ở nơi này là tử chiến, cho nên thắng 10 trận phải thắng liên tiếp, phải giết 10 đối thủ, cho dù bại lúc nào cũng phải đối mặt với Tử vong. Hiện tại đấu trường Tử vong chưa mở ra, cần có thêm người bên ngoài gia nhập mới được, mới có thể chính thức mở ra chiến đấu huyết tinh. Nhân cơ hội này, Lăng Hàn đi tìm hiểu làm sao mua khối năng lượng. Nơi này không cần đạo thạch, muốn mua đồ từ đa đầu tộc, người phải thông qua giác đấu tử vong mới được. Mỗi thắng 3 trận sẽ đạt được một viên đá năng lượng. Muốn đạt được nhiều đá năng lượng, cách tốt nhất là mỗi người đều thi đấu, nhưng một khi chiến đấu nhất định phải có một phương tử vong, làm thế quá tàn khốc và nguy hiểm, cho nên mọi người thương lượng với nhau, chỉ do một mình Lăng Hàn dự thi. Tuy thực lực của Trì Mộng Hàm còn trên Lăng Hàn, nhưng thứ nhất, phòng ngự không có cao như Lăng Hàn, năng lực bảo vệ tánh mạng cũng yếu hơn rất nhiều. Thứ hai, nàng là nữ nhân, còn là mỹ nhân tuyệt sắc, làm bảo nàng đi giết 10 người, như vậy sẽ phá hư hình tượng của nàng. Mấu chốt là, nơi này phải chiến đấu 10 trận, đại bộ phận đối thủ tới từ bên ngoài, như vậy phải nghĩ tâm địa Trì Mộng Hàm có đủ cứng rắn hay không. Qua vài ngày sau, rốt cuộc đấu trường tử vong cũng mở ra. Người đến đủ rồi lăng hàn đã đi báo danh hắn nhanh chóng phân vào tổ một trong giác đấu mỗi người đều có số thứ tự bắt đầu từ xế chiều chiến đấu bắt đầu đối thủ của lăng hàn chính là thanh niên yêu tộc nhìn hắn thường thường không có gì lạ nhưng đôi mắt ngẫu nhiên sẽ tỏa ra hàn quang kinh người ha ha thì ra đối thủ của ta là ngươi thanh niên yêu tộc nói ra hắn hiển nhiên hắn nhận ra lăng hàn nhưng hắn không có sợ hãi hiển nhiên hắn tự tin rất cao lăng hàn nơi này không có địa mạch để mượn hôm nay chính là ngày chết của ngươi lang hàn lắc đầu hắn vốn có chút mâu thuẫn khi giết người xa lạ nhưng đã tiến vào nơi này phải có giác ngộ tử vong nhưng nghe đối phương nói lời này chút mâu thuẫn cũng biến mất ngươi rất thích lừa gạt chính mình hắn cười nói ngươi tình nguyện tin tưởng thực lực của ta tới từ trận đạo như vậy ngươi sẽ sinh ra cảm giác siêu việt đáng tiếc làm thế chỉ mất mạng mà thôi nói láo thanh niên yêu tộc hét lớn một tiếng hắn xông lên giết lang hàn tốc độ bay nhanh, hắn hóa thành một đạo kim quang và mơ hồ có hình con thỏ. Ô, bản thể của hắn là con thỏ sao? Khó trách chạy trốn nhanh như thế. Lăng Hàn cười ha hả, hắn đánh ra một quyền cực mạnh. Bành, không khí bị nghiền nát như thủy tinh, sau đó thanh niên yêu tộc lão đảo lui trở về, trên người hắn đẫm máu, khóe miệng còn có vết máu, trên mặt phủ kín khiếp sợ, hình như không thể tin nổi và không tiếp nhận sự thật thực lực Lăng Hàn mạnh hơn mình quá nhiều. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, lớn tiếng nói ta nhận thua, ta nhận thua, thực lực chênh lệch quá nhiều, hắn không có cơ hội dốc sức liều mạng, tự nhiên phải đầu hàng. Hư, trong đấu trường tử vong chỉ có dũng sĩ chết đứng, không có kẻ ngu nhược sống quỳ. Một người ba đầu nói ra, ba khuôn mặt mang theo khinh thường. Thanh niên yêu tộc không dám ra tay với lăng hàn, hắn trực tiếp quay người bỏ chạy, hắn bại không sao, trong đội ngũ còn có những người khác chỉ cần có một người thắng 10 trận thì hắn sẽ vượt qua kiểm tra. Muốn chết, một tên đa đầu tộc ra tay, ba, một đạo kim quang đánh tới và xuyên qua đầu thanh niên yêu tộc. Thanh niên yêu tộc ngã xuống đất, hắn chết triệt để. Lúc này vô số người đa đầu tộc trên khán đài hoan hô, người bên ngoài thì im lặng. Ở bên ngoài, đánh không lại có thể đầu hàng, đây là chuyện thường tình, còn ở chỗ này, đầu hàng cũng phải chết, những người nhiệt huyết báo danh đều hối hận. Bọn họ, thực sự có giác ngộ tử vong chưa? chương 4564, 10 tháng Sau mấy cuộc chiến đấu, lập tức có rất nhiều người lựa chọn bỏ thi đấu. Chiến đấu quá tàn khốc, không phải sinh ra là chết, cũng không phải nơi những cây non sinh ra trong nhà ấm có thể thừa nhận, nhưng một khi lui ra khỏi thi đấu thì không cách nào tham gia trận đấu tử vong nữa. Hoàn hảo là, mọi người hiện tại cũng ở trong đội ngũ, chỉ cần trong đội ngũ có một người thông qua, cả đội ngũ sẽ có thể đạt được giấy thông hành, cho nên, những người lui ra vẫn có hy vọng. Đại bộ phận đội ngũ chờ đợi lựa chọn dù sao hiện tại có quá nhiều cường giả, cậy mạnh chỉ có thể tráng nghiên mất sớm kết quả như vậy tạo thành hiện tượng người tham gia thi đấu không đủ. Lăng Hàn chờ đợi hai ngày mới có đối thủ mới xuất hiện, nhưng cũng không phải là người ngoài tới, mà là người đa đầu tộc. Kỳ thật chiến đấu với người bên ngoài thì Lăng Hàn vẫn còn có chút mâu thuẫn, dù sao quá nhiều người không quen biết, lại phải giết người chết ta sống, nhưng người đa đầu tộc thì khác, Lăng Hàn tin tưởng những tính mạng này đã biến mất trong lịch sử, hiện tại chỉ bởi vì ý niệm cường giả mà hiển hóa mà thôi. Cho nên hắn không có tâm lý gánh nặng, muốn giết thế nào thì giết thế nào đây là người hai đầu chiến lược rất mạnh người đa đầu tộc dùng số lượng đầu quyết định thiên phú đầu càng nhiều thiên phú càng cao việc này rất đơn giản nhiều một đầu sẽ có thêm một thức hải đối với sinh đan cảnh sẽ nhiều ra một viên tiên đan việc này tạo thành ảnh hưởng rất lớn người hai đầu sinh đan cảnh thì sao cũng không hẳn vậy bởi vì mặc dù có hai viên tiên đan nhưng cùng một thời gian có thể oanh ra bao nhiêu lực lượng sử dụng bao nhiêu khí lực nhưng nhiều ra một viên tiên đan có thể khắc lạc ấn không ít thần thông, từ đó chiến lược sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên, đầu càng nhiều, thực lực cùng dai càng mạnh. Đương nhiên, người hai đầu có thể là đối thủ của Lăng Hàn hay sao? Nếu không phải Lăng Hàn muốn làm quen đặc điểm của đa đầu tộc, hắn hoàn toàn có thể dùng một chiêu miểu sát đối thủ, hiện tại chỉ kéo tới 10 chiêu, hắn mới một quyền đánh chết đối thủ. Rõ ràng chỉ là ý niệm trong đầu cường giả hiển hóa, nhưng người đa đầu tộc vô cùng chân thật, một quyền đánh máu tươi tung tóe, thậm chí có thể cảm ứng được linh hồn không cam lòng của đối thủ đang biến mất. Kế tiếp, đối thủ của Lăng Hàn vẫn là người đa đầu tộc, từ hai đầu đến ba đầu, không ngừng tăng nhiều, tuy cùng là sinh đan viên mãn, chiến lực thực sự lại tăng lên, thậm chí tăng lên gấp mấy lần tới mấy chục lần. Nhưng siêu cấp yêu nghiệt như Lăng Hàn, cho dù mạnh hơn nữa cũng bị hắn giết. Chiến đấu thật lâu, Lăng Hàn cũng hiểu rõ về đa đầu tộc giải càng ngày càng nhiều, cũng làm cho hắn rất hâm mộ năng lực của đa đầu tộc. Nếu như hắn cũng có thể nhiều ra một thức hải, thậm chí có được ba, bốn cái, chiến lực của hắn sẽ tăng lên bao nhiêu. Khó trách đại tộc thời kỳ thượng cổ lại cảm thấy hứng thú với đa đầu tộc, bắt bọn họ làm nghiên cứu, dùng cầu cách tu luyện ra thức hải mới, đây quả thật là việc làm người ta động tâm. Nhưng hiện tại những đa đầu tộc này chỉ là ý niệm cường giả biến thành, đừng nói lăng hàn không thể bắt người nghiên cứu, cho dù hắn muốn cũng không có cách. Trong bất chi bất giác, Lăng Hàn đã lấy được 9 thắng liên tiếp. Khoảng cách qua cửa chỉ còn một thắng lợi cuối cùng. Chỉ mộng hàm, Tống Lam vô cùng nhẹ nhõm, cho rằng Lăng Hàn sẽ dễ dàng vượt qua thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần một trận nữa mà thôi, các nàng đã suy nghĩ đến hòn đảo thứ ba sẽ nhìn thấy cái gì. Rất nhanh, cả đêm đi qua, Lăng Hàn đi vào đấu trường, hắn nhanh chóng gặp đối thủ cuối cùng. Lâm lãng, thực thật không ngờ đối thủ cuối cùng lại là hắn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thời điểm ở chú đỉnh cảnh, hắn đã hành hạ tên đế tử này, hiện tại hắn cũng tự tin như thế. Lăng Hàn, lâm lãng nghiến răng nói, tóc của hắn dựng đứng lên, hiển lộ sát ý vô tận, nói. Rốt cuộc lại để cho ta đợi được cơ hội này. a, à, ta nhớ lần trước người bị thua là ngươi nha. Như thế nào, lấy tự tin từ nơi nào. Lăng Hàn cười nói, lâm lãng thu liếm sát ý, hắn cao ngạo nói. Không thể không thừa nhận, chiến lược cùng dai của ngươi rất kinh người, cũng có thể bất phân thắng bại với ta. Ra mặt thật đủ dày, Lăng Hàn nói thầm, lâm lãng đỏ mặt, trận chiến lúc trước, hắn thật sự thua lăng hàn mà không phải cái gọi là bất phân thắng bại nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận lúc này ta cao hơn ngươi một tiểu cảnh giới cho nên ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn nói ra nếu ngươi tự tin như thế đến đây đi lăng hàn ngoác ngoác ngón tay lâm lãng cầm bích thủy kiếm đương nhiên không phải đế binh của hỏa vân đế tộc chỉ là hàng phỏng chế mỗi một tộc nhân lâm ra đều có thể có được pháp khí phỏng chế dù sao lâm lãng cũng là đế tử bích thủy kiếm trong tay hắn còn mạnh hơn các hàng phỏng chế khác rất nhiều hơn nữa từ khi hắn bước vào sinh đan cảnh hắn sử dụng pháp khí cũng mạnh hơn một bậc thanh bích thủy kiếm này chính là cấp bậc cao nhất trong pháp khí sinh đan cảnh một kiếm nơi tay cộng thêm thực lực bản thân rất mạnh từ đó lòng tin của lâm lãng tăng lên rất nhiều lăng hàn cũng không có vận dụng hỗn độn cực lôi tháp hắn cho rằng không tới lúc vận dụng nạp mạng đi lâm lãng hét lớn một tiếng hắn giết về phía lăng hàn một kiếm chém ra hóa thành băng long dương nhanh múa vuốt, thậm chí còn có một tia long uy. Rất thú vị, Hỏa Vân Tổ Vương đã dùng Hỏa Vân làm hiệu, hắn phải am hiểu công pháp hỏa hệ mới đúng, đế binh hắn sử dụng lại có thuộc tính hàn băng. Lăng Hàn nói thầm, thân thể lao tới đón đánh Lâm Lãng. Oanh, 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 hai thiên tài trẻ tuổi đối chiến, Lâm Lãng chính là đế tử, hơn nữa cũng tu đến sinh đan cảnh đại viên mãn, đương nhiên chiến lực của hắn không kém hơn Bách Lý Sa, lại có phỏng chế đế binh trong tay, từ đó thực lực của hắn tăng lên vài phần. Lực lượng nguyên thủy của Lăng Hàn thua kém lâm lãng, bởi vậy, khi va chạm hắn bị đánh bay, nhưng hắn có hỗn độn tiên đan hóa giải lực lượng nên không bị gì. Lâm lãng cắn răng, hắn không thể thắng Lăng Hàn. Lần thứ nhất thua trong tay Lăng Hàn còn có thể hiểu được, dù sao lực lượng Lăng Hàn còn mạnh hơn hắn, nhưng hiện tại thì sao? Rõ ràng hắn có yêu thế lực lượng nhưng chỉ chiếm cứ thượng phong mà không thể lấy được thế thắng. Đường đường đế tử, muốn thắng một bình dân đê tiện cũng khó khăn như thế sao? Hắn không cam lòng, hơn nữa đây chính là trận chiến sinh tử, trong hai người phải có một người phải chết. Hắn cũng không muốn chết, Lâm Lãng hét lớn một tiếng, bắt đầu thiêu đốt đế huyết, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố. Không có khống chế, thân thể hắn biến lớn, đây là tác dụng phụ khi thiêu đốt đế huyết, nếu như cảnh giới của hắn đủ cao, hắn có thể khống chế như ý, tất cả chỉ bằng vào ý niệm mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận là hắn hiện tại mạnh không tưởng tượng nổi. Chương 4565, tái chiến Lâm Lãng sau khi thiêu đốt đế huyết, hắn như đại đế trẻ tuổi nhập vào thân thể, mà đại đế lúc tuổi còn trẻ mạnh cỡ nào. Oanh, lâm lãng chém ra một kiếm như sơn hà rung động, khủng bố khó có thể hình dung. Lăng hàn cao mày, hắn không ngừng lui về phía sau. Lực lượng nguyên thủy của lâm lãng là tam thập nhất trọng thiên, thậm chí còn mạnh hơn Phật tử Thích Vĩnh Minh. Đương nhiên, Thích Vĩnh Minh không phải Phật tử chân chính, cho nên chiến lược yếu hơn là việc rất bình thường. Hiện tại sau khi thiêu đốt đế huyết, lực lượng của hắn tăng lên tứ thập trọng thiên, quá kinh khủng, Lăng Hàn không dám đón đỡ. Bá, một kiếm quét qua, tất bị tiêu diệt, Lâm Lãng cười ha ha, hiện tại hắn đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, bích thủy kiếm càn quét, tay trái thì hóa thành chảo tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn lui lại, Lâm Lãng hiện tại thật đáng sợ, trọi cứng cũng không phải ý kiến hay. Tiểu tử, người cuồng cho ta xem, Lâm Lãng cười nói, khốn kiếp, dùng thiêu đốt đế huyết để kích thích lực lượng thì có gì mà đắc ý. Lại nói, tốc độ khôi phục đế huyết của người cũng thật nhanh. Lăng Hàn buồn bực, hắn giao thủ với Lâm Lãng lần trước là chuyện vài năm trước, hiện tại Lâm Lãng có thể thiêu đốt đế huyết. Cho dù là đế tử, huyết mạch tinh khiết nhưng không có khả năng khôi phục nhanh như thế. Sắc mặt Lâm Lãng hơi thay đổi, lộ ra vẻ mặt khó coi. Trong tình huống bình thường, cho dù là hắn, ít nhất cũng phải mất thời gian vài chục năm mới có thể khôi phục, nhưng hắn là đế tử, vì cam đoan hắn có chiến lực tuyệt đối trong cùng giai, Hỏa Vân đế tộc lợi dụng thánh huyết làm chất xúc tác, cưỡng ép ra tốc đế huyết của hắn khôi phục thánh huyết đấy, tuy không thể so sánh với đế huyết nhưng là chân quý khó có thể hình dung, có thể nói, hỏa vân đế tộc tiêu hao thật lớn, hơn nữa bản thân hắn thừa nhận thống khổ to lớn, loại chuyện cưỡng ép khôi phục đế huyết quá nghịch thiên, tự nhiên sẽ không dễ chịu. Hiện tại bị lăng hàn nhắc tới, đương nhiên lâm lãng nhớ lại ký ức thống khổ khi đó, sắc mặt hắn càng khó coi. Sau khi thua lăng hàn, hắn thừa nhận không ít lời đồn trong tộc, thậm chí có tộc lão đề nghị muốn triệt hồi tư cách đế tử của hắn, dù sao trong tộc không chỉ có một người có thiên phú như hắn. Chết, hắn gào thét, chỉ cần tiêu diệt lăng hàn thì sỉ nhục như vậy có thể tan thành mây khói, mà hắn cũng có thể ngồi vững vị trí đế tử. Oanh, 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 đế tử thiêu đốt đế huyết, lại phối hợp phỏng chế đế binh, chiến lực thực sự quá kinh khủng, trong cùng giai còn có đối thủ hay sao? Đương nhiên là có, lăng hàn không sợ hãi, nếu như hắn cũng là sinh đan đại viên mãn, đừng nói ngươi chỉ thiêu đốt đế huyết, cho dù ngươi là đại đế trẻ tuổi chân chính, Hắn cũng có lòng tin có thể đánh bại. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn là sinh đan hậu kỳ, từ lực lượng nguyên thủy thượng kém nhau quá lớn. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn phát động sát khí trùng kích. Ông, một kích này không có hiệu quả. Ha ha, loại công kích này ngươi đã dùng một lần, còn muốn có tác dụng. Lâm Lãng cười lạnh, hắn cực kỳ xem thường, quá ngây thơ, Lăng Hàn biết rõ, đây không phải Lâm Lãng tu luyện công pháp thần hồn, mà là trên người hắn có bảo vật do đại đế luyện chế, có thể ngăn cản tất cả hiệu quả mặt trái. Trước kia đấu với Lâm Lãng, một chiêu này có thể dùng rất tốt, hiện tại không còn hiệu quả, nói rõ Lâm Lãng lúc trước không có mang bảo vật như thế. Có lẽ lúc ấy cảnh giới của hắn còn chưa đủ, có lẽ hỏa vân đế tộc không có nhiều bảo vật như vậy, hiện tại mới đến phiên hắn, nhưng bất kể như thế nào, Lâm Lãng lúc này có thể bỏ qua sát khí trùng kích. Đối với sát khí trùng kích, Lăng Hàn chỉ ôm một chút hy vọng mà thôi, một chiêu này vô dụng thì hắn có thể sử dụng hỗn độn tiên đan, hắn đã thí nghiệm trên người chỉ mộng hàm, cho dù bảo vật do đại đế tự tay luyện chế cũng không cách nào ngăn cản ông hỗn độn tiên đan chấn động nhẹ nhàng nó phóng thích khí tức vô thượng cái gì lâm lãng kinh hô bởi vì chiến lược của hắn bị giảm ba trọng thiên làm sao có thể lúc này hắn có trí bảo hộ thân đây chính là bảo vật tự tay đại đế luyện chế chẳng lẽ trên người lăng hàn còn có bảo vật cấp đế cấp muốn hắn tin tưởng lăng hàn dựa vào thần thông suy yếu chiến lược của hắn là chuyện không có khả năng một sinh đan cảnh còn trâu bò hơn đại đế, lừa gạt quỷ đi, nhưng đại đế yếu hơn người khác, vì cái gì bảo vật đế cấp trong tay Lăng Hàn lại có thể áp chế hắn. Không có việc gì, hắn nghĩ lại và áp chế khiếp sợ, bởi vì hắn bị suy yếu chiến lực ba trọng thiên, hắn vẫn nghiền áp Lăng Hàn, như vậy sau khi tiêu diệt đối thủ, bảo vật trong tay đối phương sẽ thành chiến lợi phẩm của hắn. Rất tốt, rất tốt, Lăng Hàn, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Hắn nhếch miệng nói ra, sau đó cầm kiếm truy kích. A à lăng hàn cười nhạt ta muốn cảm ơn ngươi tặng ta bảo vật như thế lâm lãng cười to giống như đã dẫm nát lăng hàn dưới chân lăng hàn cũng bật cười những lời này nên do ta nói mới đúng thật có lỗi hôm nay không đến phiên ngươi nói lâm lãng công kích mạnh hơn đế huyết có hạn hắn phải mau chóng tiêu diệt lăng hàn bằng không chờ tới khi bộc phát toàn bộ hắn không làm gì được lăng hàn oanh bích thủy kiếm tấn công mang theo uy thế vô thượng muốn chém ngang lưng lăng hàn thực cho rằng ta sợ ngươi lăng hàn cười lạnh hỗn độn cực lôi tháp bay ra ngoài lúc này không khí hình thành sóng biển và sinh ra chấn động cuồn cuộn đây chính là đế binh tương lai dù bị chế ngự bởi cảnh giới của lăng hàn không cách nào giao phó cho nó sự cường đại của đế binh nhưng bản thân mẫu kim lại có uy năng cường đại bích thủy kiếm chém tới bổ vào hỗn độn khí nhưng chỉ chém ra một ít mà thôi liền bị hỗn độn khí trầm trọng áp chế lâm lãng cảm thấy cổ tay nặng nề trường kiếm trong tay hạ xuống hắn quá sợ hãi nhưng hắn không thể không vận dụng ý niệm nhìn thấy hỗn độn cực lôi tháp lại chấn động và giáng xuống một đạo lôi đình lúc này hắn thiêu đốt đế huyết tương đương với đại đế trẻ tuổi phản ứng của hắn rất nhanh hắn đấm một kích vào lôi đình tư điện quang sôi trào lâm lãng lảo đảo lui trở lại hắn cảm thấy tay trái tê dần khó chịu không cách nào hình dung làm sao có thể hắn kinh hô hoảng sợ nhìn hỗn độn cực lôi tháp chìm nổi trên đỉnh đầu của lâm hàn nhìn hỗn độn khí rủ xuống nội tâm của hắn sinh ra cảm giác vô lực đây là đế binh, đồng tử của hắn phóng đại, hắn là đế tử, hắn không có khả năng không nhìn thấy đế binh, thậm chí còn tự tay chạm qua, bởi vì muốn cửu đỉnh hợp nhất, nhất định phải dùng đến đế binh. Cho nên, hắn không xa lạ gì với đế binh, tòa tháp 9 tầng trước mặt cho hắn cảm giác như gặp đế binh. Không không không, đế binh còn mạnh hơn thế nhiều, đây không phải đế binh, mà là bảo khí dùng mẫu kim chế tạo thành. chương 4566, vượt qua cửu tinh. Mẫu kim, đây là khái niệm gì? đế binh chỉ có thể do mẫu kim chế tạo thành chỉ bốn chữ tài liệu đế cấp đã nói rõ tất cả có ai không muốn bảo khí như thế nhưng mà mẫu kim thật sự rất khó khăn thu hoạch cho dù là tổ vương cũng phải sau khi thành đạo mới có thể dùng lực lượng vô thượng đi vào các nơi hung hiểm lấy được mẫu kim cho nên chưa từng nghe nói có vị đại đế nào lúc tuổi còn trẻ có thể phối hợp mẫu kim chế tạo pháp khí quét ngang bốn phương không phải là không muốn là căn bản không có khả năng lại nói nếu bảo vật này lộ ra ngoài sáng cho dù là thánh nhân cũng động tâm, không để ý mặt mo tiến hành cướp đoạt, cho nên, trước khi có đủ thực lực, nếu đạt được mẫu kim còn bị người khác biết rõ sẽ cách cái chết không xa. A à hát, hát tiểu tử này ẩn giấu thật sâu, có mang mẫu kim luyện chế bảo khí nhưng không ẩn giấu, đó là bởi vì nơi này là chân Long Uyên, sau khi ra ngoài trí nhớ sẽ bị chém sạch, cho nên, tự nhiên không cần giấu giếm. Tốt, rất tốt, ta càng muốn cảm ơn ngươi, Lâm lãng không che giấu tham lam bản thân, hắn có thể đạt được mẫu kim, như vậy chiến lực của hắn sẽ tăng lên bao nhiêu. Không giống với Lăng Hàn, hắn là đế tộc, cho dù cầm mẫu kim luyện chế bảo khí mạnh mẽ, có mấy người dám ra tay với hắn. Hơn nữa, đạt được mẫu kim, tương đương hắn có đại khí vận ra thân. Đây chính là bảo liệu chỉ có đại đế mới có thể có được, có thể có được khi sinh đan cảnh, như vậy cũng chỉ có hắn làm được mà thôi. Đây không phải đại khí vận thì là cái gì, có đại khí vận như vậy, nói không chừng hắn có thể đánh vỡ lời nguyền đế tộc không cách nào thành đế sáng tạo ra kỷ lục khác lang hàn mỉm cười tại sao ngươi muốn đoạt của ta đã biết rõ đây là mẫu kim luyện chế thành bảo khí ngươi cho rằng còn có phần thắng vì cái gì không thể lâm lãng hỏi lại đây chỉ là một kiện bảo khí mà thôi nhưng võ giả cường đại ở chỗ bản thân lời này đúng nhưng ngươi là gia hỏa thiêu đốt đế huyết mới có thể nhảy nhót trước mặt ta rõ ràng nói bản thân cường đại ha ha đúng là buồn cười Lăng Hàn lắc đầu, nói: "Nếu ta có cảnh giới như ngươi, cho dù ngươi thiêu đốt đế huyết, ta cũng có thể dùng một quyền đánh bại ngươi." Đối mặt Lăng Hàn tự tin như vậy, Lâm Lãng hoàn toàn bị áp chế khí thế, nói không ra lời. Đúng vậy, hắn thiêu đốt đế huyết còn không làm gì được Lăng Hàn tu vi sinh đan hậu kỳ, nếu Lăng Hàn đạt tới sinh đan cảnh đại viên mãn thì sao? Chẳng lẽ Lăng Hàn mới là thiên mệnh chi tử, là đối tượng ông trời chiếu cố? "Không!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tin tưởng tăng lên hắn là đế tử, xuất thân vô cùng cao quý, hiện tại chiến lực của hắn áp chế Lăng Hàn toàn diện, nếu hắn gặp được Lăng Hàn ở đây, gặp được mẫu kim, đây là ông trời ban cơ duyên cho hắn. Nhất định như thế, Lâm Lãng không lo được lo mất, hắn toàn lực công kích, nhưng cũng không làm gì được, hỗn độn cực lôi tháp bị áp chế bởi cảnh giới của Lăng Hàn, không cách nào xưng là đế binh, mẫu kim chính là mẫu kim, Lăng Hàn ở cảnh giới nào, nó cũng là pháp khí mạnh nhất, không có một trong. Oanh, 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 mặc lâm lãng người oanh kích như thế nào hỗn độn bảo khí có thể ngăn cản tất cả công kích mà lôi đình tung hoành lại gây áp lực lớn cho lâm lãng nếu như không phải quan hệ tới lăng hàn đế tử thiêu đốt đế huyết gia tăng chiến lực cũng có thể áp chế hỗn độn cực lôi tháp nhưng bị lăng hàn gọt đi ba trọng thiên chiến lực lâm lãng còn mạnh như thế hay sao hỗn độn cực lôi tháp phát huy từng đạo lôi đình oanh kích làm cho lâm lãng ngăn cản khó khăn lâm lãng biến sắc bởi vì thiêu đốt đế huyết cũng có thời gian hạn chế trái lại hiện tại Lăng Hàn cường thế cũng có thời hạn, nếu hắn kéo dài thời gian sẽ có một ít phần thắng, nhưng vấn đề là, kỳ hạn bộc phát của hắn sắp tới cực hạn. Làm sao bây giờ, Lâm Lãng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, đây chính là cuộc chiến sinh tử, trong hai người bọn họ phải có một người chết đi, nếu cứ phát triển như thế, người chết chính là hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, với tư cách một đế tử, Lâm Lãng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ chết, nhưng bây giờ lại sắp trở thành sự thật hắn không muốn chết lâm lãng hét lớn một tiếng hắn tung tất cả tuyệt chiêu nhưng hắn là đế tử chẳng những nắm giữ rất nhiều thánh thuật hắn cũng học được đế thuật được thiêu đốt đế huyết ủng hộ nên hắn có thể sử dụng không hạn chế hắn oanh kích như sóng lớn từng sóng xung kích ập thẳng vào người lăng hàn đúng là châu bò mặc dù không tạo thành tổn thương lên hỗn độn cực lôi tháp nhưng lại đánh tan hỗn độn khí đánh vào người của lăng hàn sau khi trải qua hỗn độn khí suy yếu công kích như vậy còn vài phần uy lực bị Lăng Hàn dùng một quyền đánh nát. Lâm lãng, tiễn ngươi lên đường, Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, hắn thả người nhảy lên, một quyền của hắn mang theo năng lượng hủy diệt xô trào. Lâm lãng kinh hãi, đây là năng lượng tầng thứ cao gì, tại sao đáng sợ như thế? Tại sao phải có cách nói năng lượng tầng thứ cao? Bởi vì bí lực thuộc về năng lượng tầng thứ thấp, gặp được năng lượng tầng thứ cao sẽ tốn gấp 10 lần uy lực mới có thể hóa giải, giống như dùng vải vóc phòng ngửa cây kim. Cây kim chỉ là một điểm nhỏ, hơn 10 tấm vải chồng lên nhau có thể ngăn cản được không? Mà năng lượng tầng thứ cao dễ dàng đổi vải vóc thành ra để sử dụng, như thế phòng ngự sẽ tăng nhiều, công kích cũng giống như vậy, phẩm cấp năng lượng tầng thứ cao càng cao, lực xuyên thấu của nó càng đáng sợ. Đế tộc đều có tư liệu nguyên vẹn về phân cấp năng lượng tầng thứ cao, đây là tâm đắc của đại đế nghiên cứu, vô cùng chân quý. Đại đế xem ra, năng lượng tầng thứ cao chia thành 9 đẳng cấp, như thiên đạo hỏa có thể dung luyện mẫu kim, nó là năng lượng tầng thứ cao đẳng cấp cao nhất, xưng là năng lượng cửu tinh. Lâm lãng thân là đế tử, đương nhiên cũng học qua vài tấm linh đồ cửu tinh, chính vì thế khi nhìn thấy năng lượng hủy diệt mới dọa hắn sợ như thế. Vượt qua năng lượng cửu tinh, làm sao có thể, cửu tinh là đỉnh cấp trong năng lượng tầng thứ cao, đây là nhận thức chung của đại đế, chẳng lẽ đại đế sai lầm. Lâm lãng vừa khiếp sợ vừa mờ mịt, mắt thấy mới là thật, ánh mắt sẽ không lừa gạt hắn, đại đế sai lầm. Oanh, 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 lăng hàn cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hai đấm hắn mang theo năng lượng hủy diệt đáng sợ. Hiện tại hắn thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Người có năng lượng tầng thứ cao gì? Lâm lãng hỏi qua, việc này quá kinh người. Ha ha, lăng hàn không trả lời, trên thực tế hắn không biết địa vị của năng lượng hủy diệt và tên của nó là gì, hai chữ hủy diệt là hắn gọi mà thôi. Người chết biết nhiều như vậy làm gì? Hừ, năng lượng tầng thứ cao của ngươi không trọn vẹn, chỉ có thể bao trùm nắm tay, lực phá hoại cũng có hạn. Lâm lãng cười lạnh nói ngươi không thể tổn thương tới ta. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói không sai, ngươi thiêu đốt đế huyết còn bao nhiêu thời gian. Lâm Lãng không nói thành lời, chương 4567, khiêu chiến mới. Mặc kệ Lâm Lãng không cam lòng như thế nào, qua nửa giờ sau, khí tức của hắn bắt đầu giảm xuống, không phải giảm từng chút, mà là như nước vỡ đê. Đế huyết thiêu đốt chấm dứt, hắn không thể không rời khỏi trạng thái vừa rồi. Lăng Hàn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, giết một gã đế tử không cần phiền toái như thế. Oanh, hắn thi triển đồ thần thuật, phối hợp với cửu dương thiên kinh. Tuy đây không phải công pháp và tiên thuật mạnh nhất thiên hạ, nhưng lại cùng một mạch, trải qua lang hàn thôi diễn, đây mới là tiên thuật thích hợp với hắn nhất. Hơn nữa, trong cấp bậc sinh đan cảnh này, võ giả không cách nào tiếp xúc đến thiên địa đạo tắc, uy lực đế thuật không thể phát huy hoàn toàn, thậm chí còn mạnh hơn thánh thuật quá nhiều. Bởi vậy, uy lực đồ thần thuật tự nhiên khủng bố, hoàn toàn không thua gì đế thuật, thậm chí còn vượt qua. Lâm lãng cắn răng gương mặt hắn đáng sợ như muốn ăn lăng hàn. Đáng giận, ngay cả mẫu kim luyện chế thành bảo khí cũng khinh thường vận dụng, người xem thường ta cỡ nào. Ta chính là đế tử, đế tử, nhưng hắn tức giận cũng không làm được gì, bị lăng hàn suy yếu ba trọng thiên chiến lực, chiến lực của hắn không mạnh hơn lăng hàn bao nhiêu, nhưng lăng hàn có hỗn độn tiên đan hóa giải lực lượng của lâm lãng. Hơn 10 chiêu mà thôi, lâm lãng cũng đã rơi vào hạ phong, hắn càng bị đả kích, đây không phải chiến lược manh nhất của lăng hàn, đối phương còn không sử dụng bảo khí trên khán đài nhìn thấy lâm lãng bại thế đã thành sắc mặt bách lý sa âm trầm như nước cùng là đế tử dù hắn tự nhận mạnh hơn lâm lãng nhưng mạnh hơn cũng có hạn như vậy hắn giao phong chính diện với lăng hàn sẽ thế nào nếu như lăng hàn không có kiện bảo khí kia hắn vẫn có phần thắng nhưng có kiện bảo khí kia hắn không có khả năng chiến thắng tiểu tử này rõ ràng đạt được mẫu kim bách lý sa vô cùng hâm mộ và ghen ghét rõ ràng hắn mới là đế tử đáng lý số mệnh thiên địa phải đứng về phía hắn mới đúng nhưng vì cái gì lại là lăng hàn đạt được mẫu kim trong tình huống có mẫu kim luyện chế thành bảo khí hắn làm sao tiêu diệt lăng hàn trừ phi dùng cảnh giới thủ thắng không phải tiểu cảnh giới mà là đại cảnh giới mặc người châu bò cỡ nào gặp được chân ngã cảnh thì sao nơi này không có địa mạch cho người vận dụng tùy tiện một tên chân ngã cảnh cũng đủ chém giết lăng hàn thành cận bã không tệ đây là biện pháp duy nhất bách lý sa bắt đầu cân nhắc chính mình có nên đột phá chân ngã cảnh hay không nếu không khi đối mặt Lang Hàn thì hắn không có phần thắng. Hắn nghĩ tới điểm này, Lâm Lãng cũng có thể. Lang Hàn, đây là người bước ta. Lâm Lãng hét lớn một tiếng, hắn bắt đầu đột phá. Đột phá trong chiến đấu quá nguy hiểm, đối với người bình thường mà nói đây là chuyện không có khả năng, nhưng đế tử là thiên tài cỡ nào, người bình thường có thể so sánh hay sao? Đương nhiên, hắn chưa lắng động cảnh giới sinh đan đại viên mãn đủ lâu, hiện tại đã đột phá sẽ tạo thành di chứng, nhưng so với tính mạng, mẫu kim luyện chế thành bảo khí, tất cả đều đáng giá. Nhưng mà sau đó Lâm Lãng kinh ngạc, trên mặt còn mang theo tuyệt vọng. Hắn, không cách nào đột phá, vì cái gì, giống như trong thiên địa có một loại lực lượng áp chế, cũng áp chế hắn ở cảnh giới sinh đan cảnh đại viên mãn. Đây là thủ đoạn của đại đế sao, một tay che trời, không cho phép người đột phá, vì cam đoan tính công bằng, thời điểm ngươi tiến vào cảnh giới gì, người chỉ có thể dừng ở cảnh giới gì. Lâm Lãng muốn khóc, đây là thủ đoạn duy nhất của hắn nhưng sự thật tát hắn một cái làm đầu óc của hắn choáng váng lang hàn giết đến hắn vận chuyển đồ thần thuật hắn còn dẫn động năng lượng hủy diệt từ đó uy lực công kích tăng thêm một phần lâm lãng ngăn không được hắn bị đánh giết tuy hắn thân là đế tử trên người có bảo vật như thế tử phù hắn bị một quyền đánh nát đầu cũng khôi phục lại giống như thời gian nghịch chuyển thế tử phù thủ bút của thánh nhân nhưng như thế thì sao lang hàn lãnh khốc vô tình hắn lại đánh chết lâm lãng lần nữa, trên người gia hỏa này không chỉ có một thế tử phù, hắn nhanh chóng sống lại. Nếu như đây là bên ngoài, như vậy lâm lãng có thể lợi dụng phục sinh trốn chạy để khỏi chết, kỳ thật cũng không thể gọi là phục sinh, có thế tử phù tồn tại, hắn cũng không có chính thức tử vong như ý nghĩa, nếu không cho dù là tổ vương cũng không thể hồi hồn giúp người khác. Nhưng ở chỗ này, mỗi lần phục sống sống lại sẽ bị nhốt trong đấu trường, kết quả hắn lại bị giết lần nữa. Lâm lãng cũng không cầu xin tha thứ, làm đế tử, cho dù trong tình huống tuyệt vọng hắn cũng phải khống chế cảm xúc mà hắn cũng biết rõ quy tắc của đấu trường trong hai người nhất định phải chết một trên đời này có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của mình hay không cho nên lâm lãng hoàn toàn từ bỏ hy vọng ánh mắt của hắn hoán độc nhìn chằm chằm vào lâm hàn giống như muốn hoàn toàn nhớ kỹ ra hỏa lấy mạng của mình người ra ngoài sẽ chết hắn lạnh lùng nói ra tuy ta là đế tử cho dù thiên phú hay tu vi đều không thể so sánh với lâm hiên ta mà chết hắn nhất định sẽ đoán được ngươi là hung thủ, đến lúc đó, Lâm Hiên ra tay, không ai có thể cứu được ngươi. Lâm Hiên, đế tử xuất sắc nhất hỏa vân đế tộc, hắn đã sớm là cường giả cấp giáo chủ, hắn còn là đế tử, thiên hạ có ai có thể kháng cự. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn đánh chết Lâm Lãng lần nữa. Ngươi không cần lo lắng, banh, một quyền này thật sự đánh chết Lâm Lãng, không còn cơ hội phục sinh lần nào nữa. Bởi vì hắn dùng hết thế tử phù, trận chiến này chấm dứt, Lăng Hàn đã đạt được 10 thắng, hắn có được tư cách tới đảo tiếp theo. Dũng sĩ trẻ tuổi, người là người đầu tiên đạt được 10 thắng, cho nên, người có một cơ hội, lựa chọn có khiêu chiến cuối cùng hay không. Một đa đầu tộc gọi Lăng Hàn trở lại, khiêu chiến cái gì, Lăng Hàn hỏi, khiêu chiến cực hạn của mình, đa đầu tộc nói ra, thắng có ban thưởng gì, Lăng Hàn lại hỏi, nếu đánh mà không có ban thưởng thì hắn không thèm. Người đa đầu tộc thản nhiên nói, có thể ban thưởng cho người Pháp môn tu ra thức hải thứ hai. Cái gì, Lăng Hàn im lặng, nội tâm hắn vô cùng kích động. Trong thời kỳ thượng cổ, thì có rất nhiều đại tộc muốn đạt được bí mật tu ra nhiều thức hải của đa đầu tộc, nhưng nghe nói không có ai thành công, hiện tại đa đầu tộc lại chủ động nói muốn truyền thụ bí pháp như thế, có người nào không động tâm chứ? Tốt, Lăng Hàn gật đầu, vẻ mặt tươi cười, đương nhiên hắn không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Hắn bắt đầu khiêu chiến cuối cùng, nhưng thời điểm tiến vào giác đấu thì không có ai cả. Đối thủ đâu? Ồ, Lăng Hàn cảm giác thân thể rung động, dường như có đồ vật gì đó lướt qua hắn, sau đó, hắn nhìn thấy một người được tạo ra. Qua một hồi người này xuất hiện, rõ ràng, lại là một lăng hàn. Lăng hàn hiểu ra, chương 4568, đa trọng thức hải. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, muốn đánh bại chính mình sao? Đến đây đi, hắn xông lên đầu tiên, bành, lăng hàn thứ hai cũng đáp trả. Nắm đấm của hai người va chạm với nhau, lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động, đằng đằng đằng, hai người đồng thời lui về phía sau 13 bước, không nhiều một bước cũng không ít một bước ồ đúng là như nhau lang hàn kinh ngạc đối thủ huyễn hóa ra có gương mặt giống hắn hơn nữa lực lượng cũng hoàn toàn giống nhau đồng thời có được chiến lược nhị thập bát trọng thiên bởi vậy hai người đánh nhau bất phân thắng bại có y tứ lực lượng tương đương chiến lược giống nhau sao lang hàn lại tiến lên triển khai đồ thần thuật tấn công đối thủ làm cho hắn kinh ngạc là đối thủ cũng dùng đồ thần thuật tiến hành phản kích hơn nữa nắm giữ đồ thần thuật không kém gì chính mình là sao chép hoàn mỹ sao? Lăng Hàn tươi cười, hắn không tin, đây chỉ là huyễn hóa ra mà thôi, cho dù có lực lượng và tiên thuật như nhau, rèn luyện chiến đấu hàng ngày có thể giống nhau sao? Đến, Lăng Hàn tiếp tục oanh kích, hắn vận dụng chỉ xích thiên nhai, thân thể hắn vô cùng quỷ dị, nhìn như tiến lên nhưng lại là lui về phía sau, nhưng này đối thủ cũng thi triển chỉ xích thiên nhai, tốc độ không kém Lăng Hàn chút nào. Hoàn toàn biến thành Lăng Hàn khác, thực sự như thế, Lăng Hàn vận hành thiên đạo hỏa, đây là năng lượng tầng thứ cao do hắn ngộ ra. Nhưng đối thủ cũng vận dụng Thiên Đạo Hỏa, hoàn toàn không kém. Lăng Hàn biết rõ, chính mình là do Thần Niệm Đế cấp tạo thành, cực kỳ có khả năng chính là chân long trước kia, đối với đại đế mà nói, dẫn động Thiên Đạo Hỏa là chuyện nhỏ. Hắn triển khai đế thuật, đối thủ cũng giống như thế, chỉ cần hắn biết đế thuật, đối thủ cũng diễn hóa ra. Ân, có chút khác biệt, Lăng Hàn nói không nên lời điểm không giống ở đâu, nhưng hắn có cảm giác như vậy, đối thủ công kích giống hắn như đúc. Uy lực cũng tương đương nhưng thực chất lại có khác biệt. Dù sao, đại đế muốn mô phỏng ra chiến lực sinh đan cảnh rất dễ dàng, nhưng muốn hoàn toàn bắt chước đế thuật thì có khác biệt. Bất kể như thế nào, đối thủ có chiến lực giống như hắn, hắn chiến thắng như thế nào? Lăng Hàn không vội, hắn giao thủ với chính mình, kỳ thật đây là trải nghiệm khó có được. Hắn dùng tuyệt chiêu ra hết, cùng đối đầu chính diện với đối thủ, mà đối thủ cũng liều mạng với hắn. Nếu như đổi thành người khác sẽ ăn thua thiệt, vì cái gì? bởi vì đối thủ do ý niệm cường giả biến thành sẽ không bị thương nhưng bản thể lại khác biệt thân thể huyết nhục đối kháng cường độ cao sẽ ăn thiệt thòi lang hàn lại không giống hắn có hỗn độn tiên đan có thể hóa giải tất cả công kích không mạnh hơn hắn sáu trọng thiên bởi vậy hắn hoàn toàn không tổn hao gì hơn nữa bí lực dự trữ của hắn gần như vô hạn hắn không sợ đánh lâu dài chiến 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 lang hàn đánh vô cùng tận hứng đối thủ có lực lượng ngang mình hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng quá lớn đánh chết đối thủ có thể buông tay mà làm, cảm giác này quá thích thú. Hắn cho rằng đây không phải là khiêu chiến, mà là một loại ban thưởng, hắn có thể hiểu và tìm ra khuyết điểm của mình. Một trận chiến này, hắn đánh suốt một ngày một đêm, Lăng Hàn đã hiểu rõ về đối thủ, không cần phải dùng đối thủ như vậy mà luyện chính mình. Tốt, có thể thu quan, Lăng Hàn vận dụng sát khí trùng kích, đối thủ không bị ảnh hưởng, ân, đây vốn không phải sinh linh, mà là ý niệm cấp bậc đại đế hiển hóa, đương nhiên không bị sát khí trùng kích ảnh hưởng. Hỗn Độn Tiên Đan thì sao? Cũng vô dụng, nguyên nhân cũng giống như thế, đối thủ không phải võ giả. Lang Hàn vận chuyển năng lượng hủy diệt, cái này, đối thủ ngây người. Không cách nào mô phỏng, nếu như Lâm Lãng còn sống, hắn sẽ biết vì cái gì, bởi vì năng lượng hủy diệt thậm chí vượt qua cửu tinh, ngay cả đại đế cũng không thể chạm đến, như vậy, cho dù là thủ bút của Chân Long cũng không thể mô phỏng ra. Lang Hàn dùng năng lượng hủy diệt làm thủ đoạn công phạt, hiệu quả cũng thể hiện ra ngay lập tức. Đối thủ bị tiêu hao từng chút, chỉ qua nửa giờ mà thôi đã bị đánh tan. Thắng, Lăng Hàn tươi cười, thu hoạch lần này quá lớn, dùng chính mình làm đối thủ, hắn có thể sửa chữa các khuyết điểm của bản thân, lại đạt được thủ đoạn tu ra nhiều thức hải, không thể nghi ngờ sẽ giúp chiến lực của hắn tăng thêm rất nhiều. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, đa đầu tộc lúc trước lại xuất hiện, hắn cười ha ha, hắn vươn tay điểm vào trán Lăng Hàn, từng ký hiệu xuất hiện trong thức hải Lăng Hàn. Bí mật diễn hóa nhiều thức hải sao? Lăng Hàn cảm giác đầu như vỡ tung, thứ này quá phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào hiểu được. Nhưng không sao, hắn có thời gian, Lăng Hàn lấy được giấy thông hành đi tới hòn đảo kế tiếp, còn đổi một khối đá năng lượng, sau đó đội ngũ bọn họ xuất phát đi đảo tiếp theo. Cái gì, người đạt được biện pháp tu ra nhiều thứ xê hải. Sau khi đại hắc cầu nghe xong liền gào lên, nó thật sự hưng phấn. Chỉ mộng hàm và tống lam hưng phấn, các nàng cũng động tâm với pháp môn như vậy. Mấu chốt là, tu ra nhiều thức hải chẳng những có thể dùng tăng chiến lực, lại có thể bảo vệ tánh mạng, ví dụ như thiêu đốt tiên đan, người khác chỉ thiêu đốt một lần thì chiến lực giảm xuống, có thể tu ra nhiều thức hải, có thêm một viên tiên đan cũng tốt hơn một viên rất nhiều. Lang Hàn cười cười, tất cả mọi người là chiến hữu cùng thuyền, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, ta sẽ truyền thụ bí pháp này cho các vị. Hắn vừa nói ra lời này, chỉ mộng hàm cũng khiếp sợ, hắn hào phóng như thế. Nếu như là nàng, nàng nguyện ý chia sẻ bảo thuật như vậy sao? Nàng không biết, Lăng Hàn chia sẻ ký hiệu cho bọn họ, lúc này thuyền lớn yên tĩnh, mỗi người đang phỏng đoán ký hiệu và tìm bí mật tu ra nhiều thức hải. Thời gian chậm rãi đi qua, trên thuyền im ắng, mỗi người đang tổ hợp ký hiệu. Tiên pháp cao dài không thể dùng văn tự ghi lại, mà là dùng phù văn diễn hóa ảo diệu của thiên địa, bởi vì đại đạo im ắng, đại đạo vô hình, chỉ có thể hiểu, không cách nào dạy bằng lời. Thức hải Lăng Hàn trống rỗng, hắn chuyên chú tìm hiểu thức hải, muốn tìm ra đầu mối trong đó ba ngày sau đó hắn cũng tổ hợp ký hiệu thành phù văn nguyên vẹn bí mật hình thành nhiều thức hải cũng không nguyên vẹn có một ký hiệu hóa thành một đoạn ngôn ngữ nói cho lang hàn biết một ít thôi diễn tu thành nhiều thức hải của đa đầu tộc cũng không có quá mức dụng tâm cho nên có thể tu thành hay không còn không biết khốn kiếp muốn chơi người sao lang hàn tin tưởng đây chính là chân long nghiên cứu các thần thú đầu tiên thời đại thượng cổ đều là cấp bậc đại đế tùy ý thôi diễn cũng tìm ra một ít đầu mối chương 4569, đảo thứ ba. Chân Long, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là bố cục của Chân Long, hắn thôi diễn bí mật của đa đầu tộc, có thể hình thành nhiều thức hải. Lăng Hàn tu luyện theo phương pháp đó, sau đó hắn phát hiện, thật sự là vị Chân Long kia tùy ý đẩy diễn, có đủ loại thiếu hụt, rất nhiều chỗ tu luyện sẽ đứt rời, không cách nào tiếp tục. Khá tốt, ngộ tính của hắn đủ cao, hơn nữa Chân Long đã lập ra giàn giáo cho hắn, chỉ thiếu chi tiết nhỏ cần hắn tự giải quyết. Lại qua 10 ngày, Lăng Hàn dừng lại, khóe miệng mỉm cười, hắn đã hiểu ra mạch suy nghĩ của chân long. Đa đầu tộc là thiên địa tạo vật ban ân, sinh ra đã có nhiều thức hải, bất cứ chủng tộc nào cũng không thể đền bù, cho nên, cho dù là biện pháp gì cũng không thể tạo ra nhiều thức hải. Trừ khi người châu bò hơn thiên địa, có thể nghịch thiên cải mệnh. Trong thiên địa không phải không có người mạnh như vậy, đó chính là tổ vương, đối với tổ vương mà nói, bọn họ đã đứng trên đỉnh phong của thiên địa, nghiền áp đạo tắc, còn cần nhiều thức hải sao không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, chân long chỉ tùy ý thôi diễn ảo diệu của đa đầu tộc, căn bản cũng không có dụng tâm. Biện pháp của hắn là tạm thời phục chế một thức hải, từ này có thể gia tăng chiến lực, lại có thể tăng lên năng lực bảo vệ tánh mạng, bởi vì có thể chuyển đổi giữa thức hải giả tưởng và chân thật. Đương nhiên, nói đơn giản, nhưng muốn làm thì khó khăn, cũng chỉ có tổ vương hiểu rõ ảo diệu thiên địa mới có thể suy nghĩ khác người, sáng tạo ra biện pháp giải quyết. Đây quả thật là thứ gia tăng chiến lực, nhưng tuyệt đối không đến mức nghịch thiên địa. Lăng Hàn thở dài, không có biện pháp, đây chỉ là chân long tùy ý thôi diễn mà thôi, không có khả năng vô cùng trâu bò. Được rồi, tốt xấu cũng học được một môn diệu pháp, mấu chốt là phục chế thức hải rất nhiều ảo diệu, nói không chừng sẽ có kỳ diệu nào đó. Có nguy hiểm hay không? Cũng bởi vì có thức hải tồn tại, nhưng nếu như thức hải có thể chuyển rời đi nơi khác thì sao? Kỳ thật đầu, tay và chân sẽ có khác nhau. Chân long sáng tạo bí thuật này, chẳng những có thể phục chế một thức hải có thể làm hai thức hải tạm thời chuyển đổi với nhau, cho nên, chỉ cần phục chế thức hải ở vị trí ngực, bụng thì có thể tránh chỗ hiểm như đầu. Thú vị, làm như thế có thể lừa gạt thiên địa. Đã biết rõ mạch suy nghĩ đại khái, nhưng áp dụng cụ thể không dễ dàng, cần phải suy tính cẩn thận. Lăng Hàn bắt đầu điều khiển thuyền lớn đi tới đảo thứ ba, trên thuyền có tọa độ tiếp theo, chỉ cần đi theo mục tiêu 5 ngày là bọn họ tới đảo thứ ba. Chỉ mộng hàm, đại hắc cầu và chỉ mộng san đang khổ tu, Lăng Hàn chỉ điều khiển thuyền, dù sao chỉ cần không gặp phải hải thú lợi hại thì không có vấn đề gì một người có thể hoàn mỹ điều khiển thuyền lớn lúc này bọn họ đi rất thuận lợi cũng không có gặp sóng to gió lớn cũng không có gặp được hái thú cường đại đúng là có gặp được hái thú nhưng chỉ là sinh đan cảnh bị hắn tiêu diệt dễ dàng năm ngày sau đảo thứ năm đã xuất hiện trước mặt lăng hàn hiếu kỳ đây là đảo gì đi nửa vòng hòn đảo lăng hàn tìm được bến tàu hắn cho thuyền tiến vào ánh mắt của hắn nhìn qua hắn nhìn thấy cư dân trên đảo không phải cự nhân, cũng không phải đa đầu tộc, mà là yêu tộc, yêu tộc là tộc đàn lớn, chỉ cần là yêu thú đều có thể gọi là yêu tộc, nhưng cả yêu tộc cộng lại, nhân khẩu cũng chỉ ngang bằng nhân tộc, hai chủng tộc chiếm cứ tám thành nhân khẩu của cả tinh không. Còn lại như cự nhân tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc, thạch nhân tộc, chỉ chiếm hai thành nhân khẩu. Lang Hàn nhìn thấy lang tộc, hổ tộc, dương tộc, trong thế giới nguyên thủy, dê không phải đối thủ của hổ nhưng một khi đạp vào con đường tu luyện, dương tộc gặp hổ tộc cũng không cần sợ. Ngừng thuyền cập bờ, lang hàn đưa bằng chứng, một tên lang tộc kiểm tra, sau khi thông qua, hắn biết được phải thắng một trận mới có thể vượt qua hòn đảo lần này. Lần này không có huyết tinh như đa đầu tộc, nhất định phải chết rất nhiều người mới có thể vượt qua kiểm tra, đương nhiên cũng không có hài hòa như đa đầu tộc, cũng không phải ăn như hổ đói là vượt qua kiểm tra, mà là cần tham gia một trận thi đấu săn bắt. Người đạt được đệ nhất mới vượt qua kiểm tra, người thứ hai, ha ha, cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Trận đấu săn bắn đương nhiên Sau ai giết nhiều con mồi hơn, mà so tài lần này dùng hình thức đoàn đội cạnh tranh, cuối cùng dùng đội ngũ tiến hành thống kê, đội ngũ mạnh nhất có thể thắng. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có chi đội ngũ lăng hàn tới yêu tộc đảo, cho nên bọn họ cần phải chờ đợi, ít nhất phải có 8 chi đội ngũ thì giải thi đấu săn bắn mới có thể bắt đầu. Vừa vặn, đại hắc cầu có thể tham ngộ phù văn, từ đó bọn họ có thể tranh thủ chút thời gian. Qua vài ngày sau mới có đội thuyền đến làm cho Lăng Hàn kinh ngạc là, kẻ đến thứ hai không phải đội ngũ Bách Lý Sa. Việc này cũng kỳ quái, bởi vì Lăng Hàn trước kia thấy có vài người trẻ tuổi cường đại, mỗi một người đều không kém gì Bách Lý Sa, nghĩ đến cũng là cấp bậc đế tử, cho nên do bọn họ dẫn đầu đội ngũ vượt qua Bách Lý Sa cũng kỳ quái. Lúc này, chỉ mộng hàm đã sơ bộ phục chế ra phù văn hoàn chỉnh. Bọn họ biết hạng mục thi đấu ở đảo này thì hưng phấn. Không cần đánh chết người vô tội không quen biết, loại cảm giác này thật sự không tệ. Lại chờ thêm vài ngày, đã có 9 đội ngũ tới nơi đây, từ đó ý nghĩa giải thi đấu săn bắn có thể bắt đầu. Yêu tộc triệu tập 9 chi đội ngũ, thông chi bọn họ sáng mai bắt đầu. Ngày hôm sau, 9 chi đội ngũ tập hợp, tổng cộng có 10 chi đội ngũ tham gia trận đấu, đội ngũ thứ 10 do yêu tộc trên đảo tạo thành. Quy tắc rất đơn giản, thời gian tổng cộng 3 ngày, đi săn giết hung thú trên đảo này, cuối cùng dùng đội ngũ làm đơn vị, từ số lượng chém giết yêu thú, đẳng cấp tiến hành tỷ số, Đội ngũ đệ nhất sẽ có tư cách tới đảo tiếp theo, cũng lấy được ban thưởng ba khối đá năng lượng. Một gã yêu tộc nói ra, trận đấu không có bất kỳ hạn chế gì, hắn còn nói thêm, chín chi đội ngũ người ngoài giật mình, bởi vì ý nghĩa đội ngũ có thể chém giết lẫn nhau. Ha ha, tất cả mọi người đến từ bên ngoài, chẳng lẽ phải tự giết lẫn nhau hay sao? Một thanh niên tóc tím cười nói, hơn nữa, tuy đệ nhất có thể xuất phát trước, nhưng cho dù người tới đảo thứ tư đầu tiên, có lẽ người cũng phải chờ kẻ tiếp theo. Chỉ vì ba khối đá năng lượng còn cần mạo hiểm tính mạng hay sao? Đúng vậy, chúng ta cạnh tranh công bình, chỉ giết hung thú. Có người tiếp lời, tỏ vẻ đồng ý. Yêu tộc lúc trước cười cười, nói. Theo ta được biết, đội ngũ đầu tiên tới hòn đảo thứ tư có thể đạt được một tấm linh đồ cửu tinh. chương 4570, độc quả. Linh đồ, hơn nữa còn là cấp bậc cửu tinh. Những lời này vừa ra, không ít người hưng phấn, nhưng cấp bậc đế tử thì thở ơ, cũng không có lộ ra vẻ kích động chẳng lẽ đế tộc còn thiếu linh đồ đỉnh cấp, có thể phải biết rằng, đế tử dù sao chỉ là số ít, ban thưởng như vậy đủ làm đa số người đau lòng. Lăng Hàn cảm thấy khát vọng nhất, tiên đan của hắn chỉ có năm lạc ấn, hắn cần thêm nhiều linh đồ đỉnh cấp, đây không phải là vì chuẩn bị cho hắn sao. Chỉ mong hòn đảo kế tiếp có linh đồ đỉnh cấp, từ đó khắc đầy lạc ấn lên không gian trống, khi đó hắn có thể đột phá sinh đan bước thứ tư. Lăng Hàn hỏi thăm chỉ mộng hàm một chút, Vị đế nữ này cũng không có dấu giếm lăng hàn, nói cho hắn biết thứ nên biết. Mỗi đế tộc đều có 9 cái linh đồ đỉnh cấp, vì cái gì chỉ có 9 cái, bởi vì năng lượng cửu tinh nhiều hơn 9 cái. Rất đơn giản, đó là tổ vương cũng chỉ có thể câu thông 9 loại năng lượng tầng thứ cao cấp cao nhất, đó là hạn mức cao nhất. Bởi vậy, mỗi đế tộc cũng chỉ có 9 loại linh đồ đỉnh cấp, nhưng như thế đã đầy đủ, chỉ có cấp bậc đế tử mới có thể cửu đỉnh hợp nhất, cũng chỉ có tiên đan cấp bậc đế tử mới có thể lạc ấn 9 loại đạo tác cao cấp nhất. Trong chiến đấu, nắm giữ quá nhiều năng lượng tầng thứ cao cũng không có ý nghĩa gì, bình thường chỉ dùng hai ba loại là đủ rồi. Đây cũng là nguyên nhân sau khi đại đế thành đạo không có đi cướp đoạt truyền thừa của đế tộc khác. Lăng Hàn cũng cảm khái nội tình đế tộc thâm hậu, tộc nhân thực sự chỉ cần tu luyện là được, chỉ cần thiên phú đủ cao, hoàn toàn có thể tu hành trong đế tộc đến thánh nhân cảnh, lại có thể mang theo đế binh hoàn toàn quét ngang thiên hạ. Vậy bắt đầu trận đấu đi, tên yêu tộc kia ra lệnh một tiếng, cũng bắt đầu giải thi đấu săn bắn. Lúc này, từng nhánh đội ngũ xuất phát, tiến vào trong núi lớn mênh mông. Trong núi Nguyên Thủy, khắp nơi là long ngâm hổ khiếu, người nào nghe cũng có cảm giác sợ hãi. Tất cả các chi đội ngũ dần dần phân tán, hiện tại không phải lúc chém giết lẫn nhau. Lăng Hàn sung trận ngựa lên trước, sau khi đi một hồi, phía trước xuất hiện con mồi đầu tiên. Ngoá, rút lui, Lăng Hàn nhìn thấy và bảo đại hắc cầu dừng lại. Khốn kiếp, chân ngã cảnh, đại hắc cầu hít khí lạnh, phía trước có hung thú táo bạo đang nằm, đại khái là vừa mới ăn no nên nghỉ ngơi. May mắn Lăng Hàn kịp thời ngăn nó lại, nếu không nó tùy tiện xông lên sẽ bị đánh chết. Lui, bọn họ đi vòng qua, hoàn hảo là, đầu hung thú này không có bừng tỉnh, tự nhiên cũng không có tấn công bọn họ. Đội ngũ đi thêm một lúc, không có tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ phát hiện con hung thú thứ hai. Nhưng vẫn là cấp bậc chân ngã cảnh, lại đổi, bọn họ lại tao ngộ đại thú chân ngã cảnh, hơn nữa, lần này hung thú cũng phát hiện bọn họ và truy kích gà bay chó chạy. Hoàn hảo là, Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm đều nắm giữ thân pháp thánh cấp, tốc độ nhanh kinh người, cũng không kém gì con hung thú kia, lúc này mới mang theo hai người một chó rời đi. Không phải chứ, tất cả hung thú đều là chân ngã cảnh. Đại hắc Cẩu lè lưỡi nói, nếu là như vậy, còn săn cọng lông gì? Lăng Hàn ngẫm lại, nói, chúng ta nghĩ cách tìm được chi đội nguy yêu tộc kia, đúng, Trì Mộng Hàm gật đầu, nói, bọn họ không có khả năng an bài nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên nhìn xem yêu tộc làm cái gì. Bọn họ không đi săn bắn, mà là đi tìm kiếm chi đội ngũ yêu tộc kia, sau khi tốn thời gian nửa ngày cũng tìm được. Lúc này, chi đội ngũ yêu tộc vừa lúc tao ngộ một đầu hung thú, đương nhiên là cấp bậc chân ngã cảnh, nhưng chi đội ngũ do toàn bộ sinh đan cảnh tạo thành không có lui lại, mà là lấy ra trường mâu, cung tiến, ra lệnh một tiếng, 10 người đồng thời ra tay công kích. Xoát xoát xoát, trong khoảng thời gian ngắn, mâu, mũi tên như mưa, tất cả bắn vào hung thú trước mặt dùng thực lực sinh đan cảnh, một lần ném hơn 10 cây trường mâu, bắn ra vài mùi tên không phải chuyện dễ dàng hay sao. Công kích qua đi, còn hung thú kia giật mình, nhưng lúc này muốn trốn tránh đã không kịp, nó liền vung móng vuốt ngăn cản trường mâu, cung tiễn thân, dùng thực lực cường đại của chân ngã cảnh, đập bay những thứ này còn không dễ dàng hay sao. Nhưng chuyện không chỉ như thế, những mâu, mũi tên kia đều là sinh đan cảnh ném đi, chúng có năng lực xuyên thấu đáng sợ, dễ dàng xé nát kinh lực của hung thú và tiếp tục đâm xuyên về phía trước. Phốc, hung thú bị trúng mục tiêu, dường như nó rất khó chịu, nó điên cuồng nhảy lên vài lần, vào lúc này những yêu tộc kia lui về phía sau, hung thú không tìm được mục tiêu chút giận. Sau khi giấy ruộng một lúc, con hung thú mất đi sinh cơ, nặng nề té xuống đất, cũng không còn nhúc nhích. Chết, chết đơn giản như thế. Ngoá, ăn gian, quá vô sỉ. Đại hắc cầu nghiến răng nghiến lợi, quá khéo rồi, mười sinh đan cảnh công kích một lần có thể giết chết hung thú chân ngã cảnh. Ai mà tin, lừa gạt quỷ đi, nội tâm lăng hàn khẽ động, bắt đầu nhớ lại chi tiết công kích của yêu tộc vừa rồi, hắn nói. Nếu như không có ăn gian, vấn đề nằm trên vũ khí của bọn họ. Không sai, chỉ mộng hàm gật đầu, chỉ vào yêu tộc đang thu hồi vũ khí, nói. Đây là binh khí đặc chế, có thể xuyên thấu phòng ngự của chân ngã cảnh. Thì ra là thế, đại hắc cầu ảo não, dám hãm hại nó. Chúng ta chém giết, nó kêu lên, tốt, chém giết, lăng hàn cười ha ha, giải thi đấu lần này không có quy tắc, cho nên hoàn toàn có thể đi đoạt vũ khí yêu tộc. có lẽ đây là biện pháp vượt qua kiểm tra duy nhất. năm người giết đi ra ngoài đã biết rõ chỉ đội ngũ yêu tộc lợi hại ở nơi nào, bọn họ cần kiêng kỵ hay sao? quả nhiên năm người né qua từng lượt công kích của đội ngũ yêu tộc cũng lao tới trước mặt đối phương. thực lực song phương căn bản không cùng cấp bậc, những yêu tộc kia lập tức bại trận. lang hàn cũng không có giết người, đây chỉ là trận đấu mà thôi. cho dù yêu tộc cũng chỉ là ý niệm cường giả biến thành. Bởi vì hắn không giết người, những yêu tộc kia rõ ràng chủ động thổ lộ bí mật, thì ra những vũ khí có thể đánh chết đại thú chân ngã cảnh bởi vì trên mâu, mũi tên có chất lỏng của trái cây. Loại trái cây này sinh trưởng trên đảo, cũng không thông thường, nhưng không hiếm thấy, tìm kiếm cẩn thận nhất định có thể phát hiện. Những yêu tộc kia miêu tả hình dáng trái cây kỹ càng, năm người lang hàn liền rời đi, đương nhiên, bọn họ tịch thu binh khí không có lý do trả cho bọn họ. Năm người tìm trong núi rừng một lúc, quả nhiên phát hiện trái cây như lời yêu tộc nói bọn họ dựa theo phương pháp của yêu tộc, dùng mũi mâu, đầu mũi tên đâm vào trong trái cây, dính dịch quả là được, từ đó có thể trở thành đại sát khí. chương 4571, Huyền Nguyệt Linh Đồ Tổ năm người lăng hàn mang theo binh khí đi đường, bọn họ nhanh chóng phát hiện hung thú chân ngã cảnh, bọn họ khởi sướng đánh lén, hung thú cũng bị thương, bởi vì binh khí nhiễm qua quả độc nên dễ dàng kiến công. Thế gian thật sự có quả như vậy sao? Lăng Hàn hỏi Trì Mộng Hàm, vị này chính là đế nữ, khẳng định có kiến thức uyên bác hơn hắn. Chỉ mộng hàm vốn lắc đầu, qua một hồi mới nói. Trừ phi là thánh quả, có đạo tác hoàn mỹ mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Trước khi bọn họ tìm được thánh quả, đương nhiên không có khả năng. Dù sao đây chính là thế giới do ý niệm cường giả đại đế tạo thành, có kỳ thích gì mà không phải ý niệm của cường giả quyết định. Tính hợp lý, cần sao, mặc kệ, tiếp tục săn bắn. Bọn họ đi đường tìm kiếm trái cây đặc thù, không ngừng ngâm mâu, mũi tên vào trong dịch quả, Kể từ đó, hung thú cấp bậc chân ngã cảnh đều ngã xuống trước mặt bọn họ. Ba ngày trôi qua rất nhanh, bọn họ có thu hoạch rất lớn. Săn bắn chấm dứt, mọi người quay lại, chỉ thấy quân số vài chi đội ngũ đều giảm, cả đám rất ủ rũ, nhưng có đội ngũ cam đoan biên chế nguyên vẹn, lộ ra dáng vẻ tin tưởng. Hiển nhiên, có đội ngũ đến bây giờ còn không có phát hiện nên làm sao giết chết hung thú chân ngã cảnh, mà có đội ngũ tìm ra bí quyết, xuất hiện kết quả hoàn toàn khác biệt. Đây là kiểm tra không thể vượt qua sinh đan cảnh làm sao đánh thắng chân ngã cảnh. Đội ngũ không tìm được bí quyết bắt đầu phàn nàn, nhưng đứng ở nơi này là yêu tộc chân ngã cảnh, bọn họ chỉ dám nói nhỏ không dám nói lớn. Một lúc sau, người yêu tộc tới, thành tích tất cả đội ngũ đã được thống kê hoàn tất. Đệ nhất là đội Lăng Hàn, tên kia yêu tộc nói ra, cái gì, mấy chi đội ngũ như tính trước giật mình, bọn họ đều cho rằng chi đội ngũ của mình chiến thắng, không nghĩ tới sự thật lại nằm ngoài dự kiến. Ánh mắt vài tên đế tử lập tức nhìn chằm chằm vào người Lăng Hàn, liên tục ba lượt, đều là đội ngũ lăng hàn dẫn đầu, đây không phải chỉ dựa vào thực lực, còn cần vận khí. Chẳng lẽ, gia hỏa này chính là người tụ tập số mệnh thiên địa? Nghĩ tới đây, những đế tử này đều lộ ra địch ý. Đúng thế, bọn họ có thể không quan tâm linh đồ cửu tinh, nhưng số mệnh chân long là thứ bọn họ không buông tha, việc này quan hệ tới tương lai tộc đàn của bọn họ. Lăng Hàn không thèm để ý, hiện tại đang ở trong bí cảnh, ai sợ ai chứ? Chúng ta hoài nghi tính chân thật của kết quả này, yêu cầu xem xét kỷ lục đánh chết có người trẻ tuổi cường thế nói ra ha ha các ngươi không có tư cách tên yêu tộc kia trực tiếp cự tuyệt đây chính là ý niệm chân long diễn hóa mà thành tự nhiên vô cùng kiêu ngạo không cần kiêng kỵ ai mang theo ba khối đá năng lượng và một khối mảnh vỡ long lân năm người lăng hàn lên thuyền đi tới đảo kế tiếp lúc này đây bọn họ tao ngộ hung thú cường đại trên biển những trường mâu và cung tiễn không có hiệu quả với đám hung thú này quả nhiên nơi này là trò chơi do chân long định ra quy tắc cái gì, hoàn toàn do hắn nói tính toán, muốn sửa như thế nào thì sửa như thế nào. Khá tốt, bọn họ hiện tại không thiếu đá năng lực, mở ra Thanh Long Thuẫn, dùng Kim Long Pháo oanh kích, bọn họ giết ra một con đường máu, trải qua 7 ngày hành trình, bọn họ đã tìm đến hòn đảo thứ tư. Sương mù tràn ngập, bao phủ cả hòn đảo, đừng nói thấy không rõ dân trên hòn đảo, cho dù bến tàu nằm ở nơi nào cũng không biết. Mặc kệ, cùng lắm cứ mở Thanh Long Thuẫn ra, đụng phải đá ngầm cũng không sợ. Lăng Hàn cho thuyền tiến vào trong sương mù, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, mảnh vỡ long lân trên người hắn bắt đầu sáng lên, cũng xua tán sương mù, từ đó hắn có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Không lâu lắm, hắn tìm đến bến tàu, nhưng nơi này không có bóng người. Kỳ quái, đây là quỷ thành sao? Đại hắc cẩu gãi gãi đầu, nghiêm khắc mà nói, chúng ta đang ở trong quỷ vực. Lăng Hàn nói ra, đúng vậy, đại hắc cẩu gật đầu, chỉ mộng hàm và tống lam đều im lặng, lúc này còn bàn luận có quỷ hay không làm gì. Bọn họ lên bờ, quả nhiên, trên bến tàu có một tấm linh đồ. Huyền Nguyệt linh đồ, chỉ mộng hàm liếc mắt nhìn một cái, nàng lập tức gật đầu nói. Linh đồ cửu tinh, có thể câu thông năng lượng tầng thứ cao thủy thuộc tính. Nàng và chỉ mộng san không cần học thêm linh đồ nhưng cũng không ngại các nàng sao chép một phần, bởi vì dù cho đều là huyết mạch chỉ ra cũng có người không thích hợp tu luyện chín linh đồ đỉnh cấp do đông lâm tổ vương truyền xuống. Có thêm lựa chọn không tốt sao? lang Hàn cầm linh đồ, chỉ mộng hàm và tống lam sao chép một phần, đại hắc cầu có thể hỏi tìm lăng hàn để xem chỉ mộng san không cần lưu một phần cho trong tộc là được bọn họ không vội vã tu hành linh đồ mà là suy nghĩ nên làm sao đạt được mảnh vỡ long lân trên đảo này mấu chốt là nơi này là quỷ thành không có bất cứ sinh linh nào làm sao biết nên làm cái gì bây giờ cứ đi dạo đã bọn họ xuất phát lên đảo nhưng mà sương mù không tiêu tan đưa tay không thấy năm ngón tay không thể dùng long lân nói cách khác long lân chỉ cho chúng ta lên đảo mà thôi không thông qua đảo thứ ba, chúng ta không thể tới đảo thứ tư, nhưng làm thế nào thông qua đảo thứ tư phải xem năng lực của chúng ta. Vậy thì, tìm đi, 5 người cũng không có phân tán, nơi này sương mù quá dày, mang theo quy tắc nào đó ảnh hưởng thần thức, thậm chí trí nhớ, nếu không cho dù với năng lực của bọn họ, dù là đưa tay không thấy 5 ngón, nhưng chỉ cần đi khắp hòn đảo một lần, trong thức hải cũng xây dựng ra địa đồ. Nhưng mà hiện tại bọn họ thật luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao tìm được. Bọn họ xông loạn, cứ đi tới đi lui trong sương mù, tất cả bằng vào vận khí. Tỷ muội Trì Mộng Hàm không cần tu luyện linh đồ, cho nên do các nàng dẫn đội, Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu và Tống Lam bắt đầu tu luyện Huyền Nguyệt linh đồ. Đây chính là linh đồ cao cấp nhất, hơn nữa còn là nguyên vẹn, tự nhiên vô cùng phức tạp, khó có thể nắm giữ. Bọn họ cũng không vội, từ từ sẽ đến. Trì Mộng San mặc dù có thời điểm trưởng thành sớm kinh người, nhưng dù sao hay vẫn là hài tử, cảm thấy này sương mù trận phi thường thú vị không ngừng mà phát ra khanh khách nhõng nhẽo cười, tuyệt không để ý bọn hắn sẽ bị vây ở nơi đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ lần mò khắp đảo, lang Hàn ngược lại đã nắm giữ huyền nguyệt linh đồ sâu sắc, đã có thể vận dụng thực tế. Hắn duỗi tay phải ra câu thông năng lượng tầng thứ cao, trong thức hải có một phù văn sáng lên, sau đó, trên tay hắn xuất hiện vầng sáng màu xanh nhạt, trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Năng lượng huyền nguyệt, thành, đương nhiên, hắn còn không có có nắm giữ quá sâu, cho nên chỉ là một đám năng lượng nhỏ, nếu đạt tới viên mãn, hắn có thể bao phủ khắp toàn thân, hơn nữa theo tu vi của hắn tăng lên, năng lượng huyền nguyệt sẽ mạnh hơn nữa. Truyền thuyết, thánh nhân thủy nguyệt tộc dùng năng lượng huyền nguyệt đánh ra một kích có thể dễ dàng đánh xuyên qua tinh cầu. Chương 4572, đảo đánh bạc. Đội ngũ tiếp tục đi lại trong sương mù, Lăng Hàn cố gắng tu luyện huyền nguyệt linh đồ, hắn phải mau chóng nắm giữ tới đại thành. Lại qua 7 ngày sau, Lăng Hàn đã hoàn toàn nắm giữ huyền nguyệt linh đồ. Tâm niệm của hắn vừa động trên thân hắn tỏa ra năng lượng huyền nguyệt, năng lượng mang theo lực phá hoại cường đại, còn có cảm giác tao nhã nhưng lạnh lùng, cảm giác này phi thường mâu thuẫn. Kế tiếp, tự nhiên là rút ra thiên địa đạo tác trong năng lượng huyền nguyệt và khắc vào tiên đan. Lăng Hàn bắt đầu khắc lạc ấn thứ 6, quá trình này rất nhanh, hắn chỉ mất 3 ngày là thành công, khoảng cách sinh đan hậu kỳ gần thêm một bước. Ha ha, người ta tìm được rồi. Đột nhiên, chỉ nghe chỉ mộng san cười to nói một câu. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, chỉ thấy chỉ mộng san dẫn dắt, bọn họ tiến vào một gian nhà đá, trong nhà đá có một cái bàn đá, phía trên có mảnh vỡ long lân, cũng gọi là mảnh vỡ truyền kỳ. Thành công, nhanh, nhanh, các ngươi nhanh khen ta đi, chỉ mộng san dương dương đắc ý, nàng tươi cười như đóa hoa. Mèo mù cũng có thể gặp được chuột chết, đại hắc cầu trêu ghẹo chó ngu, người mới là mèo mù, chỉ mộng san không phải người ăn thua thiệt, lăng hàn cầm lấy mảnh vỡ long lân, hắn cười nói. Đi, chúng ta có thể đi tiếp hòn đảo tiếp theo cầm mảnh vỡ long lân lần này đã có khác biệt khối mảnh vỡ long lân thứ tư tỏa ra hào quang xua tan sương mù bọn họ như cây nến trong bóng tối tuy có thể chiếu xả khoảng cách không xa nhưng đủ cho bọn họ rời đi qua nửa giờ sau bọn họ đã tới bến tàu lúc này trên bến tài có nhiều đội thuyền hiển nhiên có đội ngũ thông qua thi đấu săn bắn và tới nơi này tiểu hàn tử có nên đục chìm thuyền của đám người kia không đại hát cầu nghĩ kế không giống với hòn đảo có cường giả tỏa chấn, nơi này không có bóng quỷ, có thể phá hư. Lăng Hàn ngẫm lại, lắc đầu, không cần, chúng ta đầy đủ cường đại thì sợ gì đối thủ. Nói hay lắm, chi mộng hàm gật đầu, nàng rất tán dương Lăng Hàn. Đại Hắc Cầu thì nghĩ lại, cũng đúng, nếu đục chìm thuyền, nếu kế tiếp cần 10 chi đội ngũ tỉ thí, chúng ta cũng sẽ bị vây khốn. Quả nhiên mạch suy nghĩ của con chó hoang này khác với người thường, chuyên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bọn họ lên thuyền, sau đó ra biển. Thời điểm bọn họ rời cảng vừa vặn gặp một chiếc thuyền khác, một người đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi qua, mái tóc đen bay phất phơ, lộ ra vẻ phóng đáng không bị trói buộc. Bách Lý Sa, sau khi hắn phát hiện lăng hàn, sắc mặt hắn biến thành âm trầm. Tiện nhân này năm lần bảy lượt đối đầu với hắn, thậm chí còn câu dẫn nữ thần của mình lên thuyền, nhiều ngày trôi qua, không biết bọn chúng làm cái gì. Nhưng hắn không dám ra tay, không chỉ vì lăng hàn còn có kiện trí bảo kia, cũng bởi vì trì mộng hàm, đây chính là đế nữ mạnh nhất mấy vạn năm qua của đông lâm đế tộc chiến lực vô cùng có khả năng cao hơn hắn hiện trên thuyền chỉ có hắn là đế tử lấy một địch hai hoàn toàn không có phần thắng cho nên hắn lựa chọn nhẫn nại chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lăng hàn lăng hàn hoàn toàn không để trong lòng hiện tại tâm tư của hắn đặt vào linh đồ cửu tinh chỉ cần có thêm ba tấm hắn có thể tu đến sinh đan hậu kỳ đỉnh phong đi trùng kích sinh đan đại viên mãn thuyền đi một đường vượt sóng gió lại tao ngộ mấy lần hái thú thì phát trước xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Mau đến xem, bốn người một chó đều tới đầu thuyền, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trước. Biển cả đang bình tĩnh, nhưng ở chỗ này bị người ta cắt đi một đoạn, hình thành một góc thẳng đứng. Nói cách khác, biển cả trước mặt bọn họ như bức tường dựng thẳng, hơn nữa không phải một đoạn đường, mà là minh mông. Đại đế thủ bút đúng là kinh người, bức tường này rất cao bởi vậy, tuy mất mấy tiếng đồng hồ mới đi tới vị trí bức tường. Làm sao bây giờ cứ đụng vào hay sao? Đại hắc cầu hỏi, đụng đụng đụng, chỉ mộng san hào hứng bừng bừng, nàng xem ra, thuyền chìm không sao cả, cùng lắm cứ bơi trở về. Thử xem, lăng hàn trầm giọng nói ra, hắn giảm bớt tốc độ của thuyền. Lại chậm cũng chỉ cách vài trượng mà thôi, thuyền lớn đụng vào tường nước, trong chấn động mạnh, chỉ thấy đầu con thuyền vỉnh lên, sau đó cả thân thuyền cũng dựng thẳng tiến lên phía trước. Khá tốt, tất cả mọi người đều là cao thủ, va chạm như thế không có gì, bọn họ đứng yên tĩnh. Oanh, thuyền lớn đi lên bức tường và đi tới vùng biển khác đám người lăng hàn đều kinh ngạc phát hiện bọn họ không phải đi vào vùng biển khác mà là vùng biển này vuông góc với vùng biển kia thú vị bọn họ đi rất nhanh bức tường phía sau lại cao kinh người phải qua vài tiếng sau mới biến mất khỏi tầm mắt đúng là nơi quỷ dị ta chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế xem như mở rộng tầm mắt trì mộng san thì thở dài sớm biết như vậy nên chơi một hồi bọn họ tiếp tục đi tới chưa đi bao lâu đã xuất hiện hòn đảo thứ năm lăng hàn cho thuyền tiếp cận tìm kiếm bến tàu sau đó đỗ lại lần này cũng không phải là quỷ đảo trên bến tàu có người bọn họ đưa ra bằng chứng sau khi nghiệm chứng thân phận của mỗi người đạt được cho phép có thể ngừng thuyền lên bờ lăng hàn tìm hiểu tin tức phải làm thế nào thông qua hòn đảo này kết quả là đánh bạc nơi này có sòng bạc lớn chỉ cần thắng được đủ thẻ đánh bạc thì có thể lấy được mảnh vỡ long lân từ đó rời khỏi đảo này hơn nữa chỉ cần một người trong đội ngũ vượt qua là được. Nếu như 5 người đều thua, chỉ đội ngũ phải làm công trên đảo một năm, sau khi kiếm đủ tiền đánh bạc mới bắt đầu đánh cuộc mới. Vị chân long đại đế này nhàm chán cỡ nào? Lăng Hàn nói thầm, chỉ mộng hàm im lặng, trên đảo cự nhân là ăn bánh bao, trên đảo xương mù là bằng vào vận khí chơi trốn tìm, lần này là đánh bạc, đúng là quá nhàm chán. Bọn họ lên đảo, trên đảo có sòng bạc thật lớn, có rất nhiều cư dân vây quanh sòng bạc. Quy tắc rất đơn giản, người mới bắt đầu sẽ có một ngàn thẻ đánh bạc, sau đó dẫn đầu thắng đến 10 vạn thì vượt qua kiểm tra. Hơn nữa, người thông qua đầu tiên sẽ ban thưởng một tấm linh đồ. Linh đồ cửu tinh, bắt đầu từ đảo thứ tư, phúc lợi sẽ lên rất nhiều. Lang Hàn tràn ngập ý chí chiến đấu, hơn nữa, một khi thua sạch thẻ đánh bạc, người phải làm công trên đảo một năm mới có thêm thẻ. Cho nên, chỉ có thể thắng, không thể thua. Đây là đảo đánh bạc, tự nhiên không thể nóng đầu làm liều, tùy tiện tìm chiếu bạc ngồi xuống sẽ thua sạch sẽ. Người nhìn chỉ mộng san, vừa lên bàn đã áp toàn bộ thẻ đánh bạc, kết quả đã thua sạch sẽ. chương 4573, Hàn băng linh đồ. Nếu là đảo đánh bạc, tự nhiên có nhiều cách chơi. Có chơi lớn nhỏ đơn giản nhất, cũng có ván bài phức tạp, dù sao đánh cuộc gì cũng có thể, thắng được 10 vạn tiền đặt cược là vượt qua kiểm tra. Bởi vì chỉ mộng san đã thua sạch tiền đặt cược, còn lại ba người một chó trở nên thận trọng. Tiểu hàn tử, chúng ta chơi cái gì? Đại Hắc cầu hỏi, cứ nhìn trước đã, lang hàn nói ra, hắn và đại hát cầu đi tới bên cạnh bàn đánh bạc, bốn phía có rất nhiều dân cờ bạc, cả đám đỏ mắt đặt cược, tiếng gào thét đại tiểu điếc tai. Lang hàn đứng xem, nếu chọn đại tiểu, dùng một ngàn thẻ đánh bạc đi thắng 10 vạn không thể bằng vào vận khí, cho nên, hắn muốn nhìn một chút, có thể dựa vào thực lực gia tăng phần thắng hay không. Hắn nghe tiếng xúc sắc lắc lư, sau ót mua xong rời tay. Quan sát một lúc, hắn nói thầm trong lòng đại mở ra tiểu làm lại mua xong rời tay lăng hàn đoán đại kết quả lại là tiểu một lần lại một lần lăng hàn kinh ngạc phát hiện hắn đoán sai hết như vậy không đúng cho dù vận khí kém cỡ nào cũng phải đoán chúng một lần lăng hàn dứt khoát không nghe xúc sắc hắn chỉ đoán tùy ý nhưng vẫn người đoán người sai không trúng lần nào hắc cổ quái hắn hỏi đại hắc cẩu quả nhiên đại hắc cẩu cũng người đoán người sai không trúng một lần vậy thì đơn giản chỉ cần ngươi áp tiểu ta áp đại đại hắc cầu nói lang hàn lắc đầu như vậy chỉ có một người có thể thắng được hai ngàn một người sẽ hết sạch như vậy có khác gì ngươi giao thẻ đánh bạc cho ta cũng đúng đại hắc cầu suy nghĩ đúng là như vậy bởi vì trong tay bọn họ chỉ có một ngàn thẻ đánh bạc một người thắng hai ngàn một người thua sạch như vậy khác gì lúc trước cho dù tri đội ngũ có 10 người, người cũng vô dụng cũng có thể đạt được một vạn thẻ đánh bạc khoảng cách 10 vạn còn rất xa như vậy không được đổi một người một chó đều là tặc tinh luôn là bọn họ lừa người nào có có chuyện bị lừa cho nên bọn họ đi dạo khắp nơi đi tới từng chiếu bạc xem xét tổng kết ra quy luật đây mới là đạo thủ thắng nhưng luôn quan sát cũng không được bọn họ chỉ biết chơi đại tiểu dù sao đây là cách chơi đơn giản nhất bọn họ đi rất lâu rồi quay lại trong đó chắc chắn có quy luật lang hàn và đại hắc cẩu không ngừng nếm thử dần dần có tâm đắc nhưng chỉ có hai người bọn họ dù có gọi chìm mộng hàm và tống lam tới chống đỡ chết cũng chỉ thắng ba thẻ đánh bạc cho nên chỉ có thể chờ người khác tới may mắn không có đục chìm thuyền của bọn họ đại hắc cầu đổ mồ hôi lạnh cho nên không nên luôn nghĩ hại người không cẩn thận cũng hại mình lang hàn cười nói đại hát cầu chỉ có thể ngượng ngùng không nói bọn họ cũng không vội dù sao gấp cũng không được bọn họ bắt đầu tu hành huyền nguyệt linh đồ và chờ người vài ngày sau bắt đầu lục tục có người tới nhưng không có đội ngũ đế tử nào xuất hiện, hiển nhiên cửa ải đảo xương mù không phải xem thiên phú, ngộ tính, thực lực, chỉ là đánh bạc vận khí, cho nên, có đế tử tỏa chấn cũng không có biện pháp. Thật nhiều người tin tưởng vận khí của mình, cũng không quan sát nhiều, lập tức bắt đầu đặt cược, Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu cũng thừa cơ bắt đầu ngồi cùng chiếu bạc với bọn họ. Bọn họ đã quan sát vài ngày, tổng kết ra quy luật, làm sao giống kẻ không biết gì chứ. Rất nhanh, những người này trả giá thật nhiều vì xúc động, bọn họ thua sạch sẽ, bị ép làm công tại sòng bạc, dùng tranh thủ thẻ đánh bạc mới, đương nhiên, bọn họ có thể không làm, chờ đội viên của mình chiến thắng là có thể cưỡi thuyền rời đi. Thẻ đánh bạc trong tay Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu dần dần nhiều hơn. Từ 1000 chậm rãi gia tăng đến 2000, 3000, khi người tham gia nhiều lên, tốc độ kiếm thẻ cũng nhiều hơn. Thấy bọn họ một người một chó đang thắng thế, chỉ Mộng Hàm và Tống Lam cũng không muốn tính toán nhiều, giao hy vọng thủ thắng lên người bọn họ. Một vạn, hai vạn, ba vạn, Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu kiên định tìm kiếm thắng lợi, bọn họ tính toán một chút, thẻ đánh bạc của bọn họ do người bên ngoài cung cấp, 3 vạn thẻ đánh bạc có ý nghĩa 30 người thua sạch. 4 vạn, 5 vạn, sau khi đến 5 vạn, Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu cũng không cần đi hại người khác, hai người bọn họ giao thẻ đánh bạc trong tay cho người khác, tự nhiên gom đủ 10 vạn thẻ đánh bạc. Chúc mừng, chúc mừng, người sòng bạc đi ra, tặng cho Lăng Hàn một mảnh vỡ long lân, một tấm linh đồ cửu tinh ban thưởng. Hàn băng linh đồ. Lăng Hàn cảm thấy vui mừng, đây chính là linh đồ cửu tinh, cho nên hắn cực kỳ thỏa mãn. Bọn họ rời đi, bắt đầu đi tới đảo thứ sáu. Lăng Hàn vẫn cho trì mộng hàm và tống lam sao chép hàn băng linh đồ, hắn xem nhạt công pháp hay linh đồ, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần mình cường đại, cho dù tu hành cùng công pháp thì hắn vẫn là người mạnh nhất. Hắn đã từng đứng ở đỉnh phong của nguyên thế giới, vô địch thiên hạ, tự nhiên có tự tin như thế. Ô, lão hắc, người đang làm gì đó? Lăng Hàn thấy đại hắc cẩu không ngừng ghi lên trang giấy, hắn tò mò hỏi, người lại không cần sao phó bản. Đều nói sau khi rời khỏi nơi này, trí nhớ sẽ bị chém sạch, Cầu ra không tin ta, ta viết kinh nghiệm của mình ra giấy, chờ sau khi ra ngoài xem lại sẽ biết. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý nói ra, Lăng Hàn cười ha ha, nếu đơn giản như thế, bí mật chân Long Uyên đã sớm truyền khắp thiên hạ, làm sao có thể vô số người đi vào nhưng không có ai biết khảo nghiệm. Vì cái gì, đại hắc cẩu hỏi lại, nó cầm trang giấy vừa ghi lên xem mở ra và nói nhìn đi chân tướng ở ơ ờ, nó hô lớn bởi vì văn tự trên giấy biến mất giống như nó vẫn là tờ giấy trắng lăng hàn thở dài nói thế giới của chúng ta bị ý chí chân long khống chế người cảm thấy có thể địch nổi thủ đoạn của đại đế sao đại hắc cầu chán nản thở dài nó cho rằng nghĩ ra ý hay nhưng nó có thể nghĩ đến trong lịch sử có không thiếu thiên tài có người nào không nghĩ tới chứ cho nên cho dù có thủ đoạn tương tự cũng vô dụng ví dụ như công năng quang não của tinh võng. Hiển nhiên tất cả đều bị ngăn chặn, đây là thế giới do đại đế sáng tạo ra, tự nhiên chỉ có thể làm việc theo quy tắc do đại đế chế định. Chương 4574, ngắm sao, Lăng Hàn tìm được Trì Mộng Hàm, nói với nàng tình huống xảy ra. Chỉ có học linh đồ mới có thể chính thức nắm giữ năng lượng tầng thứ cao, hóa thành một loại bản năng, sẽ không bởi vì trí nhớ bị chém mà không cách nào vận dụng được nữa. Việc này khó làm, bởi vì tỉ muội chìm mộng hàm cũng đã tu luyện chín loại năng lượng tầng thứ cao cửu tinh không cách nào tu tập thêm linh đồ đỉnh cấp đây là thiên địa hạn chế ngay cả tổ vương cũng không thể ngoại lệ không có biện pháp các nàng cũng chỉ có thể tiến vào núi vàng nhưng quay về tay không lang hàn bắt đầu nghiên cứu hàn băng linh đồ đây là linh đồ cửu tinh là thứ hắn cần có nhất quả nhiên cho dù chỉ có hai tấm linh đồ nhưng chuyến đi này rất có lời lang hàn đại hắc cẩu tống lam bắt đầu tu luyện hàn băng linh đồ tỉ muội chỉ mộng hàm trách điều khiển thuyền. Ngay từ đầu nhiệm vụ này giao cho chỉ mộng san, ai ngờ hùng hài tử này thật biết gây chuyện, sau khi phát hiện hung thú chân ngã cảnh thì chủ động điều khiển thuyền minh chiến. Đương nhiên là đánh không lại, chỉ mộng hàm cốc đầu muội muội bản thân nàng điều khiển thuyền, dùng lãng phí hai khối đá năng lượng, bọn họ mới thoát khỏi hải thú. Oa, wow, đau, hai tay chỉ mộng san ôm đầu, vừa rồi lại bị lão tỷ cốc đầu, nàng đau tới mức nhe răng. Lại hồ đồ, ta sẽ trói ngươi lại. Chị mộng hàm hung dữ nói ra, hung hai tử này quá hồ đồ, sẽ gây ra tai nạn chết người. Chỉ mộng hàm, người bây giờ có tỷ phu, trong nội tâm không có muội muội như ta. Chỉ mộng san giận dữ nói ra, nàng lại còn khoát tay như bất đắc dĩ. Ba, chỉ mộng hàm quyết đoán cốc thêm vài cái. Chỉ mộng hàm, người thay đổi rồi, nói cái gì tỉ muội tình thâm chứ. Tiểu la lì tóc bạc vẫn mạnh miệng, tự nhiên lại bị trấn áp bạo lực. Lăng hàn mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại. Vừa rồi tao ngộ hái thú, Đương nhiên hắn cũng tỉnh lại hiện tại nguy cơ đã qua, hắn cũng bắt đầu khổ tu. Ngộ tính của hắn rất cao, thời điểm thuyền lớn đi tới đảo thứ sáu, hắn cũng sơ bộ nắm giữ tấm linh đồ này, hơn nữa còn tu hành hóa thành thực chất. Việc này đã nhanh kinh người, đây là đảo gì, cảm ứng được thuyền lớn cập bờ, lăng hàn đi tới. Tinh tinh đảo, chỉ mộng hàm nói ra, cái gì, lăng hàn sướng sờ, tinh tinh người vượt đảo. Trên đảo này đều là tinh tinh hay sao, nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của lăng hàn. Chỉ mộng hàm cười duyên, nàng biết rõ Lăng Hàn đã hiểu lầm. Thời điểm lang Hàn đi ra cửa khoang mới biết mình sai rồi. Trên không trung đảo này chính là bầu trời sao. Rất cổ quái, nơi khác không nhìn thấy ngôi sao này, chỉ có đến nơi đây mới có ánh sao chói mắt. Bỏ đi, không cần nghiên cứu việc cổ quái ở đây, dù sao cứ quy tất cả vào thủ đoạn đại đế là được. Bốn người một chó lên bờ, bọn họ tìm hiểu làm cách nào tìm được mảnh vỡ truyền kỳ. Đơn giản, đánh rớt một ngôi sao trên trời xuống là được. Người dân trên đảo nói ra, ô, đánh rớt vì sao trên bầu trời, có thể sao? Phải biết rằng, tuy thánh nhân có thể đánh nát tinh thể nhưng phải thực hiện ở khoảng cách gần, nhìn vì sao trên trời đã biết cách rất xa, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng đánh nát, lũ tiểu nhân vật như bọn họ làm được sao? Điều này sao có thể làm được? Chỉ mộng hàm cũng lắc đầu, nàng xuất thân đế tộc, nàng cũng hiểu rõ năng lực của thánh nhân, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ khi tổ vương đích thân tới mới có thể một kích đánh nát tinh thể ở nơi xa xôi như vậy. Không đúng, Lăng Hàn lắc đầu, nói, chú ý nghe người nọ nói chuyện, hắn nói là đánh rớt, mà không phải đánh nát. Có gì khác nhau sao? Chỉ mộng hàm sững sờ, sau đó giật mình, tinh thể lớn cỡ nào, hơn nữa nó phiêu phù trong tinh không, tại sao nói đánh rớt? Cho nên, tinh thể chỉ có thể đánh nát mà không phải đánh rớt. Cho nên, thứ này không phải tinh thể chân thật, nàng gật đầu, nàng tỏ vẻ đồng ý nhưng vấn đề là cho dù chúng không phải tinh thể thật sự nhưng chúng ở cách xa như thế kinh lực không có khả năng chạm đến làm sao đánh rất xuống bọn họ lại thỉnh giáo người dân trên đảo nhưng cho dù hỏi ai đều bảo bọn họ ngắm sao ngắm sao ngắm sao vì sao có gì đẹp mắt chứ đại hắc cầu nói thầm hắn cảm thấy thí luyện này đang đùa giỡn người ta ngắm sao có thể ngắm ra hoa hay sao lang hàn tìm một vị trí thật thoải mái hắn nằm trong bụi hoa và ngắm sao trời tiểu hàn tử Người ngốc sao? Đại Hắc Cẩu nói ra. Lăng Hàn cười nói, bây giờ ngắm sao là biện pháp duy nhất, vậy thì cứ ngắm sao thôi. Cẩu ra cũng ngắm sao thế nào? Đại Hắc Cẩu cũng nằm bên cạnh Lăng Hàn, giả vờ giả vịt nhìn vì sao trên trời. Tỷ, chúng ta cũng tới. Chỉ mộng san lôi kéo tỷ tỷ của nàng nằm lên đồng cổ, tuy nàng không quan tâm hình tượng, chỉ mộng hàm không thể không quan tâm, nàng chỉ ngồi chứ không nằm. Tống Lam cũng rất rụt rè, nàng ngồi trên đồng cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người một chó đều im lặng. Qua 10 phút, tiểu hàn tử, người có thấy hoa nở không? Đại hắc cầu không kìm nén được hỏi lăng hàn. Không có, lăng hàn lắc đầu, lại qua 10 phút, tiểu hàn tử, người có nhìn thấy bông hoa hay không? Đại hắc cầu lại hỏi. Không có, qua 10 phút sau, đại hắc cầu vừa mở miệng, lăng hàn đã nói. Không có, hừ hừ, cầu ra không hỏi, tại sao người biết cầu ra muốn hỏi gì? Đại hắc cầu không hứng thú nói chuyện mà thôi. Lăng Hàn cười nói, ngươi đúng là bịp bợm. Đại hắc cẩu im lặng, nó lại ngắm sao, qua một lúc nó không nhịn được và ngáy to. Lăng Hàn không quan tâm, hắn chỉ nhìn vì sao trên bầu trời, nếu dân đảo đã nói phải ngắm sao, như vậy những vì sao sẽ cung cấp manh mối. Chỉ chốc lát, chỉ mộng san cũng ngủ, tiểu la lì có tướng ngủ phi thường bất nhã, hơn nữa nàng còn chảy nước bọt, Lăng Hàn nhìn quanh và mỉm cười. Thời gian chậm rãi đi qua, chỉ mộng hàm và tống lam cũng không nhìn ra cái gì, bọn họ không xem nữa, chỉ có Lăng Hàn tiếp tục ngắm sao. Tính cách của hắn không đâm đầu vào tường sẽ không quay lại, nếu hắn nhận định vì sao trên bầu trời ẩn chứa ảo diệu nào đó, vậy thì nhất định phải tìm ra ảo diệu mới thôi. Một ngày một đêm qua đi, Lăng Hàn cũng hoa mắt, hắn muốn đứng lên nhưng lại giật mình. Chờ chút, vị trí những vì sao phát sinh biến hóa. Lăng Hàn cẩn thận nhớ lại, trí nhớ của hắn rất khủng bố, hắn hồi tưởng lại các chi tiết. Vì sao thật sự dịch chuyển vị trí, nhưng biên độ phi thường nhỏ, hơn nữa còn phát sinh rất chậm. Sau khi phát hiện điểm này, tinh thần Lăng Hàn phấn chấn, tuy hắn biết hiện tại không thể làm gì, thế nhưng có phát hiện chính là chuyện tốt. Hắn lại nằm xuống, chương 4575, Hàn băng lục tiên chỉ. Như Tống Lam, Đại Hắc Cẩu đã sớm mất đi hứng thú, mà chỉ mộng hàm là đế nữ, không thiếu tính nhẫn nại, nàng ngồi lâu như thế nhưng không phát hiện ra bí mật của những vì sao trên cao. Chẳng lẽ nhìn càng lâu thì vì sao sẽ biến mất hay sao? nếu quả thật là như thế chân long thật sự quá ác tâm chỉ có lăng hàn nhìn vô cùng chăm chú cẩn thận hắn ghi nhớ tất cả biến hóa của bầu trời sao nơi này quá cổ quái trên đảo khác không nhìn thấy vì sao nơi này có thể thấy trời sao rậm rạp hơn nữa cho dù là tại ban ngày những vì sao này cũng hiện ra rõ ràng một ngày hai ngày ba ngày thời gian chậm rãi đi qua lăng hàn giống như đang nhập định hắn liên tục nhìn vì sao hắn không nháy mắt cái nào tiểu hàn tử không phải nhập ma đấy chứ đại hát cầu nghi hoặc nói chị mộng hàm lắc đầu ý chí của gia hỏa này kiên định như sắt làm sao có thể nhập ma cứ tiếp tục như thế không phải biện pháp tốt đại hát cầu nói ra chị đại mỹ nữ người đi khuyên nhủ tiểu tử này đi không nên như thế nữa tại sao là ta chị mộng hàm hỏi ồ các ngươi không phải một đôi sao đại hắc cầu nói ra sau khi nói ra lời này nó đã bắt đầu chạy như điên sợ bị đánh chết quả nhiên chỉ mộng hàm đằng đằng sát khí nhưng không có đuổi theo. Nàng thu hồi ánh mắt, lúc này nhìn về phía Lăng Hàn, nàng hiểu Lăng Hàn nên tin tưởng Lăng Hàn sẽ phát hiện ra bí mật trong đó. Vậy thì tin tưởng hắn, cứ đợi đi, nàng nhìn về phía Tống Lam, chỉ thấy Tống Lam đã sớm mê muội nhìn về phía Lăng Hàn với ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Xong, Mỹ nữ thứ 9 tuyệt sắc bảng đã rơi vào lưới tình. Chỉ mộng hàm âm thầm lắc đầu, cảnh cáo chính mình, nàng đã lập trí xung kích đế lộ, tuyệt đối không thể nhiễm tư tình nhi nữ. Đã qua hơn 10 ngày, người bên ngoài dần dần đến nhiều, dù sao đảo đánh bạc không khó thông qua, chỉ cần nhịn quyết tâm và quan sát cẩn thận, chỉ cần không phải đồ đần sẽ nhìn ra quy luật. Rất nhiều người cũng giống như Lăng Hàn, nằm trên mặt đất ngắm sao, nhưng có rất nhiều người đã buông tha, bọn họ bắt đầu liên hệ dân trên đảo, vạn nhất mấu chốt nằm trên người những người này thì sao? Đây cũng là một mạch suy nghĩ, bởi vậy Tống Lam và Đại Hắc Cẩu đi lôi kéo tình cảm với dân đảo, nhìn xem có thể đột phá từ những người này hay không nhưng cho dù giao tình sâu hay cạn với dân đảo, hỏi biện pháp rời đảo chỉ có một, đó là đánh rất ngôi sao xuống, hỏi làm sao đánh rất, biện pháp duy nhất là ngắm sao. 20, 30 ngày, một tháng sau, cuối cùng Lăng Hàn cũng thoát ra khỏi trạng thái ngắm sao. Hắn đứng lên thư giãn gân cốt, hắn cảm thấy toàn thân như dì xét. Tiểu Hàn tử, người bị ngu sao? Đại hắc cầu lắc lắc vai hắn, dáng vẻ đang thương hại cho hắn. Đi, Lăng Hàn đẩy nó ra, con chó chết tiệt này đang tổn hại hình tượng của hắn, ta có chút đầu mối. A, à, cái gì? Đại Hắc Cẩu lên tinh thần, chỉ mộng hàm ở bên cạnh muốn nói chuyện, nhưng nghe Lăng Hàn nói lời này thì im lặng. Những vì sao này đang không ngừng địa di động, do đó hình thành một ký hiệu. Lăng Hàn nói ra, cái gì? Chỉ mộng hàm và Đại Hắc Cẩu kinh hô, bởi vì bọn họ cũng ngắm sao, tại sao không nhìn thấy ký hiệu? Có chút ngôi sao giả dối, suốt một tháng cũng không có thay đổi bao giờ, chỉ cần diệt trừ những ngôi sao này đi, người có thể nhìn thấy một ký hiệu. Lăng Hàn nói ra, đương nhiên, đây chính là kết luận sau một tháng ngắm sao, do đó sẽ hình thành tuần hoàn. Hắn cẩn thận nói tâm đắc với chỉ mộng hàm và đại hắc cẩu, tất cả tinh đồ đều nằm trong đầu hắn nhưng không cách nào trực tiếp cho bọn họ xem, cho nên họ chỉ có thể mang theo nhắc nhở của mình ngắm sao. Chỉ chốc lát, chỉ mộng san và tống lam cũng trở lại, nghe Lăng Hàn nói ra manh mối, các nàng cũng bắt đầu ngắm sao lần nữa. Lăng Hàn tiến vào bước thứ hai, hắn tinh luyện tin tức trong ký hiệu, chỉ một ký hiệu không thể nói lên cái gì. Ba ngày sau đó, hắn mở mắt ra, đây là một môn đế thuật, hàn băng lục tiên chỉ, lang hàn kích động, chân long đúng là biết chơi, không ngừng dùng đế thuật làm phương thức truyền thừa, có ai nghĩ tới chứ. Hắn lập tức tu luyện, hắn cũng không giữ lại cái gì, sau khi rời khỏi đây sẽ chém dụng trí nhớ, vĩnh viễn sẽ không nhớ rõ mình từng có đế thuật. Thời gian trôi qua, lang hàn chậm rãi tiêu hóa đế thuật, tiến vào giai đoạn thực tế. Oanh, 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 hắn không ngừng xuất chỉ nhưng luôn không tìm được bí quyết, không thể đánh ra uy lực gì đáng nói. Không vội, đây là đế thuật, đương nhiên không có khả năng luyện thành đơn giản như thế. Lăng Hàn áp chế tính tình, hắn không thiếu kiên nhẫn, mỗi lần bế quan trong nguyên thế giới dùng hàng tỷ năm mà tính toán, vài ngày mấy tháng tính là cái gì. Lại hơn 10 ngày qua đi, Lăng Hàn dần dần có tâm đắc, hắn xuất chỉ thuận tay, đầu ngón tay có một đạo hàn quang lóe sáng, mơ hồ có thể thấy được có ký hiệu nghiền nát tổ hợp, làm cho lòng người rung động. Rốt cục nhập môn, Lăng Hàn bật cười, hắn bắt đầu tu luyện lâu hơn. Lại qua 10 ngày sau, chỉ mộng hàm chấm dứt giai đoạn ngắm sao, bắt đầu rút ra ký hiệu trong đó, tốc độ này có khác biệt, hơn nữa, người ngộ tính không đủ không thể hoàn thành bước này. Hàn quang bao phủ ngón tay Lăng Hàn, ngay từ đầu chỉ nhỏ như hạt gạo, nhưng bây giờ lại lớn như nắm tay, nhưng môn đế thuật này bắn Hàn quang ra ngoài và hóa thành một kích đáng sợ, Lăng Hàn hiện tại chưa thể bắn đạo Hàn quang này ra ngoài. Điều này nói rõ hắn còn phải tiếp tục tu luyện, hắn chưa nắm giữ thần tủy của môn đế thuật này. Lại qua ba ngày sau đó, lăng hàn xuất chỉ, một đạo hàn quang hóa thành băng long bắn về phương xa. Bành, băng long đánh vào mặt đất, chẳng những đâm xuyên đất đá, còn đóng băng cả khối đá lớn. Lăng hàn giật mình, đừng nói xuyên thủng tảng đá, cho dù san bằng ngọn núi cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng như vậy có khác biệt, chân long bố trí thiên địa, đất đá nơi này vô cùng cứng rắn, muốn đánh tảng đá thủng một lỗ cũng khó khăn không hổ là đế thuật châu bò lang hàn tâm niệm vừa động hắn câu thông năng lượng tầng thứ cao dùng năng lượng hàn băng quấn quanh ngón tay và xuất hàn băng lục tiên chỉ banh một kích này đánh thùng tảng đá lớn đồng thời cũng đóng băng nó nhưng trong nháy mắt sau đó tảng đá biến thành cho bụi mà mỗi khối đá vụn đều bị năng lượng hàn băng bao phủ ahh cả hai hỗ trợ lẫn nhau uy lực thật mạnh lang hàn gật đầu cho dù hàn băng linh đồ hay hàn băng lục tiên chỉ đây đều là chân long sáng chế cho nên cả hai phối hợp sẽ có uy lực lớn nhất. Hắn ngắm sao trên trời và xuất ra một chiêu hàn băng lục tiên chỉ bắn vào vì sao trên bầu trời. chương 4576, sao rơi, xíu, yêu yêu, một con băng long bay thẳng lên bầu trời. Cho dù lăng hàn thiên tài như thế nào, dù sao hắn cũng chỉ là sinh đan cảnh, công kích cực hạn không thể chạm tới ngôi sao trên trời, băng long nhanh chóng hao hết năng lượng và biến mất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên rồi sao trên bầu trời lắc lư và rơi xuống, cũng nện về phía Lăng Hàn. Khốn kiếp, không nên chơi như thế. Lăng Hàn nghe răng, hắn thực sự muốn bắn rất ngôi sao, hiện tại ngôi sao rơi xuống đầu hắn, hắn chịu nổi sao. Ngôi sao vừa rơi xuống vừa bốc cháy, thời điểm nó rơi xuống đỉnh đầu Lăng Hàn chỉ lớn bằng nắm đấm, ầm, nó nện xuống mặt đất trước mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn cúi đầu xem xét, mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, đang có khói nhẹ bay lên. Hắn nhanh chóng cầm lấy viên đá thiên thạch, hắn bóp nhẹ và viên đá vỡ ra, một khối ngọc trong suốt xuất hiện, cầm trong tay có cảm giác khó nói thành lời. Đột nhiên các ngôi sao trên bầu trời như nhận được chỉ lệnh, giống như đang chào cảm ơn, các ngôi sao biến mất không thấy gì nữa. Ồ, các đội ngũ khác cũng vượt qua kiểm tra, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, từng bóng người bay tới, không thiếu cường giả cấp bậc đế tử, ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm lên người lăng hàn, là nhìn vào ngọc thạch trong tay của hắn. Bọn họ nhìn thấy ngôi sao rơi xuống, cũng nhìn thấy các vì sao biến mất, bọn họ phát hiện ngồi đánh rất ngôi sao là Lăng Hàn. Gia hỏa này thật sự đánh rất ngôi sao. Lăng Hàn, giao đồ trong tay ngươi ra đây. Một thanh niên tóc tím quát lớn, hắn là chuẩn đế tử kim đỉnh đế tộc, tên là Thạch Nguyên Trần. Trực giác nói cho hắn biết Ngọc Thạch ẩn chứa đại cơ duyên. Lăng Hàn trực tiếp thu Ngọc Thạch trở lại, hiện tại còn không phải thời điểm nghiên cứu, hắn cười nhạt một tiếng. Dựa vào cái gì, giao ra đây cạnh tranh công bằng, đến lúc đó nếu ngươi có thể lực áp quần hùng, thứ này sẽ là của ngươi. Lại có một gã nam tử trẻ tuổi nói ra, hắn tên là Từ Kiệt, cũng xuất thân từ đế tộc. Lăng Hàn bật cười, thứ này rõ ràng là đồ của ta, ta cần gì giao ra cho các ngươi tranh đoạt chứ? Như vậy đi, các ngươi giao đế thuật ra đây, mọi người cạnh tranh công bình, ta thắng sẽ thuộc về ta, nếu các ngươi thắng thì thuộc về các ngươi. Từ Kiệt đỏ mặt, bởi vì câu hắn nói lúc trước quá ngu ngốc. Nhưng đối với đế tộc mà nói, vật trong thiên hạ đều là của bọn họ, cho nên có thể cho phép lang hàn tham dự cạnh tranh đã là việc không tồi từ kiệt xem ra hắn đã rất phóng khoáng lang hàn còn dám kén chọn thật nghĩ rằng người giết lâm lãng thì có thể không coi ai ra gì không đặt đế tộc vào trong mắt từ kiệt lạnh lùng nói ra lang hàn cười cười vậy ngươi phóng ngựa tới thử xem xem ta có chả ngươi hay không từ kiệt im lặng thực lực của hắn sàn sàn với lâm lãng cho dù mạnh hơn cũng có hạn cho nên lang hàn có thể giết lâm lãng muốn giết hắn cũng không khó khăn mấu chốt là trên người lăng hàn có một kiện bảo khí dùng mấu kim luyện chế hắn đã đứng ở thế bất bại trừ phi những đế tử như bọn họ có thể thiêu đốt đế huyết vĩnh viễn nếu không bọn họ có thể đối kháng bảo khí do mấu kim luyện chế hay sao hơn nữa thiên địa nơi này bị chân long áp chế bọn họ không có khả năng đột phá chân ngã cảnh không có đại cảnh giới áp chế bọn họ làm sao giết lăng hàn lăng hàn người thật ngông cuồng bách lý sa xuất hiện nói không thể không thừa nhận vận khí của ngươi rất nghịch thiên được một khối mẫu kim, lại luyện chế thành bảo khí, người có thể vô địch cùng dai, nhưng nếu những đế tử chúng ta liên thủ, người cho rằng bảo khí có thể bảo vệ ngươi hay sao? Không sai, Từ Kiệt vừa nghe nhắc nhở như thế, tin tưởng lại tăng vọt, một đấu một không ai làm gì được hỗn độn cực lôi tháp, nhưng bọn họ đều là đế tử, chuẩn đế tử, đế tộc cũng không ít, liên thủ, chẳng lẽ còn không thể đánh phá phòng ngự của hỗn độn cực lôi tháp hay sao? Sao khối ngọc thạch kia ra đây? Thạch Nguyên trần quát lớn còn có bảo khí mẫu kim luyện chế. Bách Lý Sa bồi thêm một câu, những đế tộc khác cao mày, có phải quá mức hay không? Cho dù ai có được mẫu kim đều dùng tính mạng che chở, giống như muốn bước lang hàn dốc sức liều mạng. Bọn họ nhưng lại không biết, Bách Lý Sa cực hận Lăng hàn nên cố ý nói như vậy, hắn muốn ép Lăng hàn lên tuyệt lộ, từ đó tử đấu với đế tộc bọn họ. Nghĩ lại cũng phải, đây chính là mẫu kim, từ xưa đến nay không có một tổ vương nào đạt được khi còn trẻ, nếu bọn họ đắc thủ, nói không chừng thật có thể nghịch thiên cải mệnh trở thành người thành đế duy nhất trong đế tộc nghĩ đến điểm này bọn họ không nói gì lang hàn nhìn bách lý xa hắn tự nhiên nhìn ra được đây là âm mưu của bách lý xa cho dù không có những lời này của đối phương hắn cũng không có tính toán giao ngọc thạch ra dựa vào cái gì ha ha chỉ đánh một trận mà thôi ai sợ ai lang hàn cao ngạo nói ra át chủ bài của hắn nhiều như vậy hắn tự bảo vệ không thành vấn đề vậy ngươi đang tự tìm đường chết Thạch Nguyên Trần nói ra, sát ý bộc phát, những người này đều là đế tử xuất thân đế tộc, liên thủ sẽ bộc phát huy lực khủng bố, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Dừng tay, chỉ mộng hàm động thân đứng trước người lăng hàn, nàng nhìn thoáng qua, quần trắng phiêu động nhẹ nhàng, trên người tỏa ra khí chất khó nói thành lời, ánh mắt nhìn đám người. Các người muốn chiến, ta sẽ phụng bồi. Lúc này nàng quả quyết nói ra, tuy nàng là thiên tài mấy trăm vạn năm khó gặp của đông lâm đế tộc, nhưng đối mặt nhiều đế tộc như vậy, khẳng định không địch lại. Đồng đội đồng đội, lúc này phải đứng chung một chỗ. Đúng vậy, muốn khi dễ tiểu hàn tử, người phải qua cửa ải cầu ra trước. Đại hắc cầu cũng đứng ra, cũng đứng song song với chỉ mộng hàm. Tống Lam không nói gì, nàng yên lặng đi tới. Tuy thực lực của nàng không thể địch nổi các đế tử trước mặt, nhưng đây là thái độ và quyết tâm của nàng. Tỷ phu, ta cũng rất muốn theo ngươi. Chỉ mộng san nói ra, nàng không có đi tới. Ta đây cổ vũ trợ uy cho ngươi. Chỉ thiên tử, người thật sự muốn đồng sinh cộng tử với tiểu tử này sao? Bách Lý Sa lạnh lùng nói ra, tuy hắn ái mộ trì mộng hàm, nhưng trả giá cảm tình không chiếm được hồi báo, với tâm tính của hắn, tự nhiên có thể lãnh khốc chém đứt phần tình cảm này. Trì mộng hàm không đáp, trên thân thể tỏa ra ánh sáng và tiến vào trạng thái chiến đấu. Tốt, 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 Bách Lý Sa ngửa mặt lên trời cười to, trong trận chiến tình cảm, hắn đã bại trong tay lăng hàn. Đã như thế, hắn không chiếm được thì đừng ai nghĩ chiếm được. Các vị, xuất thủ một lượt đi. Hắn nói ra, các đế tử đều gật đầu, vì mẫu kim, bọn họ nguyện ý đánh cược một lần, hơn nữa, sau khi rời khỏi đây sẽ chém hết trí nhớ, cho nên, dù giết đế nữ cũng không sao cả. chương 4577, ôn nhu hương. Ông, khí tức đáng sợ bộc phát, chỉ thấy nơi này xuất hiện thêm một người. Đó là lão giả dâu tóc bạc trắng, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, nói. Bản đảo đã đóng cửa, tất cả mọi người lập tức rời đi. Ô trước kia không xuất hiện tình huống đuổi người tại sao hiện tại biến hóa rồi cũng phải vì sao trên bầu trời đều chào cảm ơn nói cách khác không có người nào lại đạt được hàn băng lục tiên chỉ dừng lại trên đảo có ý nghĩa gì tất cả mọi người không cam lòng bọn họ thật vất vả gom cường giả lại với nhau có khả năng đánh chết lăng hàn nhưng bây giờ lại bị ngăn cản có thể có biện pháp nào chứ lão nhân này chính là chân ngã cảnh đây là tranh lệch đại cảnh giới đây là nghiền ép tuyệt đối những đế tử bọn họ không thể làm được cái gì cho nên, tuy không cam lòng nhưng bọn họ chỉ có thể quay người rời đi. Trận chiến đấu này biến mất trong vô hình, lão giả dâu tóc bạc trắng vung tay lên, ngay sau đó hắn biến mất. Tiểu hàn tử, vì sao người có thể đánh rất ngôi sao trên bầu trời? Đại hắc cầu khiếp sợ nói ra, trước kia hắn chỉ ngắm sao, cũng không có nhìn thấy lăng hàn đánh rất ngôi sao. Hiện tại ngôi sao biến mất, lại bị thông báo rời đảo, đại hắc cầu đoán được là lăng hàn đánh rất ngôi sao. Đúng vậy, lăng hàn gật đầu, a à ngươi lợi hại, ba nữ chỉ mộng hàm vô cùng khiếp sợ, thật sự có thể đánh rất ngôi sao trên bầu trời hay sao? Lăng Hàn nói tình huống với bọn họ, ba người một chó mới giật mình, không phải Lăng Hàn châu bò đánh rất ngôi sao, mà là đại đế thiết lập, chỉ cần tu thành hàn băng lục tiên chỉ và đánh vào bầu trời, khi đó ngôi sao sẽ rơi xuống. Bọn họ rời đi, dân đảo cung cấp tọa độ đảo thứ bảy, bọn họ chỉ cần đi theo phương hướng là đủ. Vừa mới lên thuyền, bọn họ bị vài chiếc thuyền bọc đánh. Trên đầu thuyền, đám người bách lý Sa, từ kiệt, thạch nguyên trần đứng đó, bọn họ lộ ra sát ý lạnh lẽo. Trên đảo không thể giết người, trên thuyền thì khác, vì mẫu kim, bọn họ liều mạng, lão hắc, chuẩn bị chiến đấu. Lăng Hàn trầm giọng nói, được, đại hắc cầu hào hứng bừng bừng, nói đến chiến lực, nó khẳng định không phải đối thủ của đế tử, nhưng bây giờ là thuyền chiến, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Oanh, Bách Lý Sa dùng kim long pháo bắn tới, hắn muốn bắn chìm thuyền của Lăng Hàn. Ông, thanh long thuẫn mở ra kịp thời và ngăn cản một kích này lăng hàn lập tức nã pháo đánh trả đại hắc cầu thì thao túng thuyền lớn tiến theo lộ tuyến khác làm cho kim long pháo của mấy thuyền khác không cách nào tập trung hải chiến khai hỏa đám người lăng hàn lấy một địch sáu hoàn toàn không lâm vào hạ phong không có biện pháp thuyền của mọi người như nhau trang bị thêm thanh long thuẫn và kim long pháo cho nên thực lực tương đương với bảy người trong đó còn là một đánh sáu bọn họ làm sao bây giờ bởi vậy đám người lăng hàn phải vừa đánh vừa lui ngạnh kháng chỉ có kết quả thuyền hủy người chết. Đám người Bách Lý Sa đuổi theo không bỏ, bọn họ hiện tại khó khăn lắm mới tụ tập được đội hình như thế, không thừa dịp này giết Lăng Hàn, về sau sẽ bị đánh bại tất cả. Nhưng trên biển xuất hiện sóng lớn, một con hái thú xuất hiện, nó có cấp bậc chân ngã cảnh, từ đó cũng cải biến cuộc chiến. Đây chính là lão đại, bảy con thuyền lập tức quay đầu, tất cả chạy đi, không ai quan tâm đuổi giết, làm thế là hành vi không muốn sống. Hoàn hảo là, con hải thú truy kích thuyền của Bách Lý Sa. Lăng Hàn bảo đại hắc cầu điều khiển thuyền đi xa, hắn lại hy vọng Bách Lý Sa không chết trong tay hải thú, bởi vì hắn muốn đích thân tiêu diệt tên đế tử này, bằng không khó giải mối hận trong lòng hắn. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, sau khi đi 7 ngày mới nhìn thấy hòn đảo thứ bảy. Lần này không biết lại gặp phải chuyện gì, đại hắc cầu lầm bẩm tiểu hàn tử, đi, nó quay đầu lại kêu lên, lăng hàn đang khoanh chân ngồi đó, trên ót còn dán một khối ngọc thạch, chính là khối thiên thạch sau khi hắn đánh rơi ngôi sao trong đó có một tấm linh đồ, cấp bậc cửu tinh, tên là năng lượng hàn vụ. Vài ngày sau, hắn đã tìm ra chút đấu mối nhưng còn chưa tới tình trạng tu thành. Lăng Hàn gật đầu, hắn lấy ngọc thạch xuống, dù sao là đồ của hắn, cũng không vội. Bọn họ lên đảo, người ở đây rất thân thiết, cũng nghênh đón bọn họ lên bờ, giống như xem bọn họ thành hảo hữu trí giao. Lăng Hàn vừa định hỏi như thế nào mới tìm được mảnh vỡ truyền kỳ rời đi, hắn bị dân đảo cắt lời, đưa tới rượu ngon hoa quả tươi. Những người này quá nhiệt tình, làm cho Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu có ra mặt dày cũng xấu hổ, vì vậy, bọn họ tạm thời không có ý rời đi. Một ngày hay hai ngày, người ngoài đến càng ngày càng nhiều, dân trên đảo đều nhiệt tình chiêu đãi, xem mỗi người như người nhà, dân đảo và người ngoài rất hòa thuận. Cũng buông oán hận và thù địch vốn có, cho dù là đế tộc cũng không hề cao cao tại thượng, cùng hòa mình với mọi người. Qua vài ngày như thế, đột nhiên Lăng Hàn dùng mình, trong nội tâm sinh ra hàn ý rất mạnh. Hắn đây là chuyện gì? hắn biến thành say mê và lười nhát, đừng nói tìm kiếm biện pháp rời đi, hắn còn không nghiên cứu cả hàn vụ linh đồ, việc này có quan hệ tới việc hắn đột phá sinh đan đại viên mãn. Với tâm tính truy cầu đại đạo mãnh liệt của mình, tại sao hắn lại lười biếng như thế? Không đúng, hắn phát hiện tất cả mọi người đang chìm đắm trong ôn nhu hương, không giống với ôn nhu hương truyền thống, bên trong không có mỹ nữ hay nam tử điển trai, nơi này cho người ta cảm giác ấm áp như được về nhà, từ đó mọi người đắm chìm vào trong đó. Đối với võ giả mà nói, đa số thời gian đều là thẻ lưỡi liếm máu trên đao, mỗi một lần mạo hiểm đều có khả năng mất mạng, đương nhiên trong tiềm thức rất hướng tới sinh hoạt yên bình và bình tĩnh. Cho nên, ở chỗ này càng lâu, ý chí sẽ càng ngày càng chán trường, thầm nghĩ đắm chìm trong ôn nhu hương tới khi kết thúc tính mạng. Đúng, đây là khảo nghiệm thứ bảy, Lang Hàn đứng dậy, hắn đi tìm kiếm trên đảo, theo lý mà nói, có lẽ sẽ có manh mối rời đi. Tìm hai ngày, hắn tìm ra mảnh vỡ long lân trong một căn phòng trống. Quả nhiên, cửa ải này nói khó thì khó, nói dễ không dễ, ngay cả trì mộng hàm hiện tại cũng bị ma diệt ý chí, vẫn đang hưởng thụ sinh hoạt, làm sao dễ dàng thoát ra được. Sau khi cầm lấy mảnh vỡ long lân, hắn cũng không rời đi, lăng hàn lại do dự có nên đánh vỡ yên lặng của trì mộng hàm, tống lam thật vất vả mới tìm được hay không. Nhưng hắn nói với mình, tất cả đều là giả, toàn bộ là ý niệm của chân long biến thành. Hắn kéo trì mộng hàm, đại hắc cầu lên thuyền, chỉ chốc lát, trì mộng hàm sợ hãi, nàng vội vàng rời đi. chương 4578 đủ, 5 người lăng hàn lên thuyền rời đi, bọn họ nhanh chóng lên đảo thứ 8. Chỉ mộng hàm và đại hắc cẩu vẫn còn sợ hãi, thiếu chút nữa trầm mê không tỉnh, lần này quá nguy hiểm, phải biết rằng bọn họ đều có hùng tâm tráng trí, nhưng không muốn ngủ say trong ôn nhu hương. Đương nhiên, chỉ mộng hàm muốn trùng kích đế lộ, mà đại hắc cẩu có mục tiêu trở thành mạnh nhất, nhưng trở nên mạnh mẽ chỉ để ăn cắp nội y của nữ tính mà thôi. Đối với đại hắc cẩu mà nói, đây chính là lý tưởng vĩ đại mà thần thánh. Lăng Hàn đắm chìm trong lĩnh ngộ hàn vụ linh đồ, sau khi nắm giữ tấm linh đồ này, hắn chỉ cần một tấm linh đồ đỉnh cấp khác là có thể đột phá sinh đan đại viên mãn. Vài ngày sau, bọn họ đi tới hòn đảo thứ 8. Lăng Hàn đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cho nên, hắn không có rời thuyền, mà là vẫn lưu lại trên thuyền, đám người chỉ mộng hàm lên đảo tìm hiểu, nếu như bọn họ có thể giải quyết sẽ không cần nhờ tới Lăng Hàn. Lăng Hàn không ngừng hiểu ra, qua vài ngày sau, hắn thành công tu luyện ra năng lượng hàn vụ một kích của hắn tạo thành xương mù lạnh lẽo chẳng những có thể dùng che đậy thần thức tầm mắt hơn nữa xương mù còn có tính phá hư rất mạnh tám thiên địa đạo tắc lang hàn tươi cười hắn không ngừng khắc thiên địa đạo tắc vào tiên đan nhưng chỉ cần bước vào chân ngã cảnh hắn bắt đầu nắm giữ thiên địa đạo tắc và lý giải chúng đến lúc đó năng lượng tầng thứ cao cửu tinh mới có thể phát huy ra uy lực chính thức hắn đang muốn rời thuyền đi tìm đám người trì mộng hàm không nghĩ tới vừa tới đầu thuyền đã nhìn thấy chỉ mộng hàm ba người một chó đi tới bến tàu. Như thế nào, không cần ta ra tay sao? Lang Hàn cười nói, ha ha, người cứ tiếp tục ở trên thuyền đi. Chỉ mộng hàm cười nói, ồ, oh, đại hắc cầu cười ha ha, ra đã xử lý xong. Ngươi, Lang Hàn kinh ngạc, lại là đại hắc cầu giải quyết, xem ra khảo nghiệm cửa ải này cũng không đáng tin cậy. Đúng vậy, chính là cầu ra, đại hắc cầu vô cùng đắc ý. Lang Hàn nhìn về phía Trì Mộng Hàm, trên đảo so cái gì, khoác lác và hại người. Chỉ mộng hàm nói ra, nàng che miệng cười, lăng hàn sướng sờ, so cái này. Khó trách đại hắc cầu có thể thắng được, nói đến khoác lác và hại người, đại hắc cầu nói mình thứ hai, có ai dám nhận thứ nhất. Ừ, đại hắc cầu ném một tấm ra tới, cái gì thế, lăng hàn hỏi, hắc hắc, linh đồ cuối cùng mà ngươi cần. Đại hắc cầu nói ra, lăng hàn vui mừng, không nghĩ tới đại hắc cầu có năng lực như vậy, không ngờ lấy được linh đồ cửu tinh đây là ban thưởng ngươi vượt qua kiểm tra. Đúng vậy, cậu ra liên tiếp đánh bại 18 người, giết ra một con đường máu, cho nên, đạt được linh đồ không phải thuận lý thành trương sao. Đại hắc cậu cười nói, lang hàn cười ha ha, tốt, xem như cửa ải này không ai sánh bằng ngươi. Hắn giao ngọc thạch cho đại hắc cậu, hắn đã luyện thành năng lượng hàn vụ, hắn phải tìm hiểu linh đồ còn lại, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn có thể trùng kích sinh đan đại viên mãn, đến lúc đó gặp được đám người bách lý xa, từ kiệt, hắn có thể tiêu diệt tất cả. Thuyền lớn tiếp tục xuất phát đi tới hòn đảo cuối cùng. Chúng ta đi tới hòn đảo thứ 9 đầu tiên, số mệnh chân long sẽ thuộc về chúng ta. Đại Hắc Cầu rất hưng phấn nói ra, số mệnh gia trì, tương đương với được thiên địa chiếu cố, làm gì cũng làm chơi ăn thật, còn có thể xua cắt tị hung. Chỉ mộng hàm lắc đầu, chỉ sợ không có khả năng, tiểu la lị tóc bạc nói, chó ngu, chỉ có một số mệnh chân long mà thôi. Ai nói, Đại Hắc Cầu nói thầm, lúc đi ra ngoài sẽ bị chém trí nhớ, nói không chừng có vài người đạt được số mệnh chân long. Có khả năng như vậy sao? Cứ tới đảo thứ 9 nói sau, Lăng Hàn mặc kệ, hắn bắt đầu tìm hiểu linh đồ. Đây là bạo triều linh đồ, là thuộc tính thủy, chân long tu luyện đều là công pháp thuộc tính thủy sao? Trong đầu Lăng Hàn suy nghĩ tới việc này, ngay sau đó hắn bỏ qua, không hề xoắn suýt nữa. Đảo thứ 9 cũng không xa, thuyền đi hai ngày là tới nơi. Bọn họ lên bờ, cũng biết được điều kiện thông qua. Trên đảo có một tảng đá có thể kiểm tra tư chất, chỉ có đạt tới ngũ tinh thấp nhất mới qua cửa. Đây không phải đoàn đội thông qua, mà là cá nhân. Đạt tới ngũ tinh, có thể tiến vào một truyền tống trận, tiến về chân long bí quật. Đúng, gọi là chân long bí quật, tư chất thạch, Lăng Hàn nhìn về phía Trì Mộng Hàm, nói: "Cùng loại với trong tộc của ngươi sao?" Trì Mộng Hàm gật đầu, "Có lẽ như thế, bọn họ đi lên đảo, quả nhiên nơi này có một tảng đá, nhìn nó rất bình thường, nhưng theo dân đảo nói chỉ cần đánh vào sẽ tỏa sáng Uy lực công kích càng lớn thì số lượng ánh sáng càng mạnh Quả nhiên, tảng đá không khác biệt với tảng đá của Đông Lâm đế tộc Chỉ có thể động dụng lực lượng và kỹ pháp bản thân Không thể sử dụng pháp khí, phù binh, chiến y Một lão giả đi tới và nói rõ quy củ với bọn họ Lăng hàn gật đầu Chỉ cần đánh ra ngũ tinh là có thể vượt qua kiểm tra Bọn họ vượt qua không khó Chỉ cần không dùng pháp khí là đủ Cầu ra tới trước Đại hát cầu nhảy ra đầu tiên nó tụ lực và đánh mạnh vào tảng đá. Lập tức, sáu tia sáng bộc phát, thậm chí có tia sáng thứ bảy lóe sáng rồi biến mất. Chuẩn thất tinh, chỉ mộng hàm kinh ngạc, nàng chỉ biết đại hắc cẩu không đáng tin cậy, cũng không làm việc đàng hoàng, không nghĩ tới thiên phú võ đạo lại châu bò như thế. Ô, chó hoang, người thật lợi hại, chỉ mộng san cũng sợ hãi nói ra, đúng thế, cầu ra chỉ thâm tàng bất lộ mà thôi. Đại hắc cẩu đắc ý không thôi. Trong đông lâm đế tộc chúng ta có một con sói cái, nó chỉ cách thánh cấp một ít mà thôi nếu ghép thành đôi với ngươi sinh hạ chó con nhất định sẽ thành thánh cấp chị mộng san còn nói thêm đại hắc cầu tối mặt cái gì muốn nó thành đôi với chó sói không nói nó chỉ thích mỹ nữ cho dù thật muốn ghép thành đôi cũng phải là đồng tộc cầu yêu mới được phi 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 chị mộng san tiến lên kiểm tra nàng dễ dàng đánh ra lục tinh đồng thời có thiên phú võ đạo kinh diễm lại xuất thân đế tộc cho dù chỉ là tiểu la lị nhưng mạnh đến mức không tầm thường tống lam thứ ba nàng chỉ đánh ra tam tinh, kém ngũ tinh cực xa. Dưới mỹ nữ trên tuyệt sắc bảng cũng không phải người nào vừa xinh đẹp vừa có thiên phú như chỉ mộng hàm. Tống Lam thất vọng, nàng chỉ có thể dùng bước tại đây, nếu không có cơ duyên, từ nay về sau sẽ tách ra khỏi lăng hàn, chờ sau khi bọn họ rời khỏi đây, tất cả trí nhớ sẽ phai mờ. Chỉ mộng hàm không nói nhảm, nàng tùy ý đánh ra một quyền, sáu tia sáng bộc phát. chương 4579, Long Tinh, chỉ mộng hàm có tư chất thất tinh, cho nên một kích tùy ý cũng đạt tới chuẩn thất tinh. Dù sao nàng biết rõ tư chất của mình là vì có thể vượt qua kiểm tra là được, thành tích quá tốt cũng không có ý nghĩa gì. Lăng Hàn muốn biết cực hạn của bản thân, bởi vậy hắn cũng không có lập tức đi lên, hắn làm chuẩn bị. Dùng cái gì bây giờ? Đồ thần thuật phối hợp năng lượng hủy diệt, đây là một lựa chọn, nhưng Hàn Băng Lục Tiên chỉ phối hợp năng lượng Hàn Băng cũng là một lựa chọn không tệ. Chủ yếu là Lăng Hàn hiện tại cảnh giới còn chưa đủ cao, thánh thuật và đế thuật không thể phát huy ra uy lực vốn có. Như vậy có thể thử Hàn Băng Lục Tiên Chỉ, dù sao hắn chỉ vừa mới học. Lăng Hàn vận chuyển đế thuật, hắn cũng rút năng lượng hàn băng ra chỉ trên tay. Hắc, hắn quát một tiếng, sau đó điểm ra một chỉ. Ba, băng long đánh vào tảng đá, ngay sau đó có vầng sáng tỏa sáng. Tám đạo, không, chín đạo, đôi mắt chỉ mộng hàm sáng ngời hiện tại có 8 cột sáng óng ánh nhưng cột sáng thứ 9 sáng lên liền tắt ngấm. A hát thằng này lúc ở Đông Lâm đế tộc đã thể hiện tư chất chuẩn bát tinh, hiện tại càng tiến thêm một bước. Không đúng, gia hỏa này lúc ở Đông Lâm đế tộc không có dùng toàn lực ứng phó, cho nên chỉ thể hiện ra tư chất chuẩn bát tinh mà thôi. Bốn người các ngươi vượt qua kiểm tra, lão giả bên cạnh phát tay, năm người kiểm tra, chỉ có Tống Lam không thể thông qua. Đoạn đường này đi tới đây, bọn họ đã đạt thành hiếu nghị lăng hàn an ủi Tống Lam, sau đó, ba người một chó đi tới nơi tiếp theo, đi vào một nơi có trọng binh gác, tất cả đều là chân ngã cảnh. Như vậy, cho dù đế tử không tiếc vận dụng thế tử phù sông vào cũng không thể xông vào nơi đây. Truyền tống trận ngay ở chỗ này. Sau khi đám người lăng hàn đi vào, truyền tống trận vận chuyển, bọn họ biến mất khỏi nơi này. Nơi mới đến, xinh đẹp không cách nào hình dung. Bọn họ đứng dưới ngọn núi bằng phẳng bốn phía đều là cỏ non xanh biếc, trên phiến lá còn có bọt nước như tiên lộ, ở phương xa, sương mù màu trắng bốc lên có thể nhìn thấy hạc trắng đang bay múa thanh sơn lục thủy nơi này rất tường hòa nơi này chính là chân long bí quật sao đại hát cầu lẩm bẩm nói lão tỷ cơ hội tốt hiện tại mỹ nữ kia không còn nữa thì triển mị lực của ngươi đi hãy mau xử lý tỷ phu chỉ mộng san nói nhỏ bên tai tỷ tỷ của nàng ngươi không thể nương tay tỷ phu có tư chất chuẩn cửu tinh thậm chí còn lợi hại hơn ngươi tương lai đừng nói thành thánh hắn có khả năng thành đế đấy không giống đế tộc, bọn họ trời sinh đã có ma chú, chưa từng nghe nói qua đế tộc xuất hiện đại đế lần nữa, cho nên, lang Hàn xuất thân bình thường nhưng hắn sẽ đi xa hơn đế tử và đế nữ. Nàng nói không nhỏ, chẳng những chỉ mộng hàm nghe thấy, lang Hàn và Đại Hắc cầu cũng nghe rõ ràng. Đại Hắc cầu cười hì hì, nói, đúng vậy, huynh đệ cầu ra tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không bằng mua một tặng một, hai tỷ muội các người cùng gả cho hắn. Lời này là hành vi tìm chết, nó bị tỉ muội chỉ mộng hàm hành hung, cho dù nó có tư chất chuẩn thất tinh thì thế nào, cảnh giới thua kém cũng làm nó ăn thiệt thòi không nhỏ. Lăng Hàn không có nhúng tay hỗ trợ, ai bảo đại hắc cầu miệng tiện. Tìm xem, nơi này là chân long bí quật, nói không chừng sẽ có bảo vật. Trong truyền thuyết, không ít đại dược đỉnh cấp đều có quan hệ tới thần thú, ví dụ như long tiên thảo, ví dụ như hoàng huyết quả, không biết nơi này có đại dược như thế không. Bọn họ bước lên núi, còn chưa đi qua đã có mưa phùn rơi xuống. Với thực lực của bọn họ, chỉ cần dùng hộ thuẫn sẽ cam đoan nước mưa không dính vào người. Nhưng kinh người là, mưa có tính thẩm thấu cực mạnh, nước mưa dễ dàng xuyên qua hộ thuẫn. Lăng Hàn vội vàng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, đây chính là mấu kim, nếu như mưa có thể xuyên thấu qua mấu kim thì Lăng Hàn cũng chịu. Tiểu Hàn tử, nước mưa là đồ tốt, Đại Hắc Cầu nói với Lăng Hàn, lực phòng ngự của nó không mạnh như Lăng Hàn, hơn nữa cũng không có hỗn độn cực lôi tháp, bởi vậy nó bị nước mưa rơi vào người, vẻ mặt nó rất hưởng thụ, trên người sinh ra sương ngủ như mọc cánh thành tiên. Tuy đại hắc cầu không đáng tin cậy, nhưng đối với loại chuyện này, Lăng Hàn vẫn tin tưởng nó, hắn quyết đoán thu hồi hỗn độn cực lôi thác. Mưa thấm vào người, năng lượng không biết tiên rót vào thân thể, thoải mái thân thể của hắn, cũng giúp hắn tăng lên toàn diện giống như thoát thai hoán cốt. Long tinh, chỉ mộng hàm nói ra, gương mặt mừng rỡ. Cái gì gọi là long tinh? Lăng Hàn hỏi, hắn không tiến lên, tận lực hấp thu chỗ tốt từ nước mưa tự nhiên là tinh hoa của chân long. Chỉ mộng hàm nói ra, cho dù thần thú đệ ý sinh ra lúc thiên địa sơ khai, chân long vẫn chiếm lấy địa vị cao, được xưng đứng đầu thần thú. Long tinh là khí tức do chân long nhổ ra, đối với chân long mà nói, đây chỉ là hô hấp, nhưng mạnh như chân long, trong hô hấp của nó thở ra sẽ có một ít long tinh, nó là trí bảo của võ giả, có thể giúp võ giả rèn luyện thân thể. Chỉ mộng hàm dừng một chút, lại nói, trong tất cả thần thú, lực lượng chân long là cường đại nhất, nếu như chúng ta có thể dùng long tinh tẩm bổ thân thể, cho dù không đạt tới cấp bậc chân long nhưng đứng trong hàng ngũ thánh cấp, chúng ta vẫn là mạnh nhất. Lăng Hàn nhún nhún vai, hy vọng long tinh không ngừng nghỉ. Khu vực long tinh rơi xuống có hạn, đương nhiên không thể lãng phí, bọn họ dùng các loại dụng cụ thu thập. Cổ quái là, nước mưa có thể xuyên thấu hộ thuẫn nhưng lại có thể bảo tồn bằng dụng cụ bình thường. Trời mưa kéo dài 10 phút, đám người Lăng Hàn đã thu được vài bồn nước long tinh. Long tinh dễ dàng bay hơi, chỉ trong nháy mắt nước trong chợ giảm đi một phần ba. Không có biện pháp, ba người một chó vội vàng dốc sức liều mạng sử dụng, tuyệt đối không thể lãng phí. Một ngày sau đó cũng không có người ngoài tới, hiển nhiên cửa ải khoác lác, hại người cũng không dễ qua, đại hắc cầu có thiên phú dị bẩm ở phương diện này, không có người nào có thể sánh bằng. Nhìn kia, trời mưa, lăng hàn mắt sắc, hắn chỉ vào một nơi, xíu, yêu yêu, bọn họ nhanh chân chạy tới. Mưa long tinh chỉ kéo dài 10 phút mà thôi, cho nên tuyệt đối không thể chậm. Khá tốt, mặc dù có một ít lãng phí nhưng không bỏ qua cơ hội. Có giáo huấn lần trước, kế tiếp ba người một chó đứng phân tán ra, sau khi có mưa long tinh, người phát hiện sẽ hô to một tiếng, những người khác sẽ chạy tới. Ba ngày xuống, bọn họ nắm được quy luật, thời gian mưa long tinh là cố định.